trừ. Đó. Thành ra quý vị thấy rằng nè, à, mặc dù là Bồ Tát, à, Ngài đã đạt đến, à, bát thiền và có những cái thần thông, buổi tiết lặng nhiệm vụ là cúng dường vật thực lại cho hoàng hậu. Nhưng mà một hôm, à, do trời nóng nực, hoàng hậu đã tắm, sau khi tắm xong thì nằm ở dưới cái bóng cây và chỉ che một cái tấm vải. À, sau khi nghe cái tiếng động thì hoàng hậu chợt tỉnh giấc, à, ngồi dậy và phơi bày cái thân hình của mình. À, khi đó Bồ Tát vì chưa có đạt đến những cái thánh đạo thánh quả, cho nên là, à, mặc dù là đã chứng đắc các cái tầng thiền, à, có thần thông, nhưng mà lúc đó là vì cái tham ái nó quá mạnh, cái tham ái nó sân khởi khiến cho thiền và thần thông bị tiêu hoại, à, trước cái mũi tên của tham dục nó sanh khởi, à, cho nên Bồ Tát đã mất hết thần thông, à, cho nên cái sự, à, dùng những cái chi thiền đấu trị nó chỉ là đá đè cỏ, à, cho đến khi nào mà đạt đến cái thánh đạo, à, thì các phiền não này nó mới diệt trừ và sẽ không còn sanh trở lại. Rồi tịnh chỉ đoạn diệt, tức là đạt đến khi mà cái vị hành giả tu tập đạt được thánh đạo thì cái thánh quả nó sẽ sanh khởi. Chỉ có cái tâm đạo và tâm quả của siêu thế thì nó mới đủ sức để mà tận trừ hoàn toàn cái phiền não mà thôi. À, thì tùy theo cái mức độ, à, các cái, à, mức độ của thánh đạo thánh quả thì nó sẽ lần lượt nó tiêu diệt những cái phiền não, à, từ những cái hạ phần cho đến thượng phần. Rồi cái cuối cùng là xuất ly đoạn diệt, tức là sau khi cái vị này đã đạt đến thánh đạo thánh quả, à, hay là đạt đến cái niết bàn thì lúc đó là chính cái trạng thái an lạc tịch tịnh của niết bàn nó sẽ đào bứng tận gốc rễ, à, ví như cái vị, à, thánh a la hán đã đạt đến cái niết bàn lần thứ tư, nghe là thì nó đào bứng tận gốc rễ không còn dư sót, cho nên là chỉ đến khi đó thì tất cả các cái phiền não nó được diệt sạch hoàn toàn, cho nên gọi là bậc thánh, à, vô lậu, à, tức là những cái tiềm miên, những cái, à, ẩn tàng, những cái lậu hoặc ở trong phiền não đã được diệt trừ không còn dư sót. Rồi cái pháp tỉnh giác thì, à, quý vị biết rằng nè, muốn có cái sự tu tập, à, thì phải có cái sự hiểu biết hay biết, à, còn tất cả cái phiền não đó thì nó rất là nhiều, à,
và nó rất là mạnh mẽ. À, nếu mà chúng ta không có sự tu tập, từ sự học rồi suy tư rồi thực hành, thì sẽ không có đủ sức để mà đối trị với tất cả các cái phiền não này. Muốn có được cái sự đoạn diệt á, thì chúng ta cũng phải sự nỗ lực tu tập. Tức là muốn chế ngự đoạn diệt thì chúng ta phải tu tập, đạt đến nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, hoặc là cao hơn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc. Muốn có sự bỉ phần đoạn diệt, suy tư chân chánh, thì chúng ta phải học pháp, học kinh, học về nhiều pháp, phân tích về cái quẩn danh sắc, để có những cái kiến thức đủ sức để đối trị, để thấy được cái tính chân đế của cái thần ngũ quẩn này. Rồi muốn đạt đến tuyệt trừ đoạn diệt, tịnh chỉ đoạn diệt và xuất ly đoạn diệt, thì cái này là phải đòi hỏi cái sự nỗ lực rất là nhiều. Mà tất cả các cái pháp này đó, nó dựa trên cái nền tảng là trí tuệ. Khi mà muốn chế ngự hay là muốn suy tư, thì chúng ta phải có sự hiểu biết. Tức là nếu mà một vị mà tu tập về thiền tuệ thì sao, phải có cái sự tỉnh giác, sự hay biết trong mỗi mỗi cái hành động của mình. Trong nếu mà cái tâm một cái vị mà đạt đến cái sự tu tập là phải có sự chánh niệm, sự hay biết, hay là hoặc là tỉnh giác ngay trong từng từng sát na. Khi mà chúng ta quán sát về cái hơi thở, thì ngay cái thời điểm mà hơi thở vô bắt đầu sanh khởi, chúng ta phải có sự hay biết rõ ràng. Cho đến khi mà cái hơi thở vô chấm dứt, thì ngay cái thời điểm mà cái hơi thở chấm dứt hay là hơi thở diệt đó, là chúng ta có đầy đủ sự hiểu biết. Như vậy đó thì gọi là sự tỉnh giác hay là sự hay biết trong trong từng giây từng phút, trong từng sát na. Thì cái này nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực chuyên cần, một cái sự ghi nhận hay biết mạnh mẽ. Và cái đó là phải đòi hỏi có một cái sự nỗ lực tu tập, rồi cái sự tỉnh giác trong cái đời sống của mình, tỉnh giác cái điều hữu ích. Tức là trong đời sống chúng ta luôn luôn có cái sự hiểu biết, bây giờ là cái thời điểm nào, chúng ta làm những công việc gì, để biết rõ được cái thời điểm mình làm để đem đến cái lợi ích. Cho nên cái tỉnh giác trong cái điều hữu ích này, như Đức Phật nói, chúng ta làm, chúng ta nói nó đúng thời, nói hợp lúc, nói những cái điều lợi ích, nói vừa đủ, hay là chúng ta làm cũng vậy, làm đúng cái thời điểm, làm đem đến cái sự
lợi ích tốt đẹp cho mình, cho người, làm vừa đủ với cái bổn phận, cái phận sự của mình, không không lánh né mà cũng không quá ôm đồm, tức là theo cái khả năng, theo cái điều kiện của mình, mình làm vừa đủ với cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Rồi tỉnh giác trong cách hành xử thì chúng ta sống ở trong đời sống thì có những lúc chúng ta cũng phải tiếp xúc, cũng phải giao tiếp với những người xung quanh, thì chúng ta phải có cái hành xử cho nó đúng, đối với những cái người như thế nào, mình sẽ có cách để mình hành xử cho nó hợp lẽ. Rồi trong cái phạm vi tu tập của mình thì mình phải biết là do cái điều kiện, khả năng, cái trí tuệ của mình cỡ nào, cái sức khỏe của mình cỡ nào, thì mình chọn những cái pháp môn mình học nó vừa tầm với cái điều kiện, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của mình. Những cái pháp mình tu tập thì nó đòi hỏi những cái pháp nào thì mình học, còn những cái pháp khác thì có thể là sau này mình sẽ học tuần tự, tại vì cái pháp học thì nó rộng mênh mông, nhưng mà chúng ta chọn lọc những cái pháp nào mà cần thiết cho cái pháp hành của mình thì mình sẽ học trước. Giống như cái dụng cụ của người thợ cũng vậy. Bây giờ trong việc làm của người thợ đó, thì những cái người thợ này họ sẽ biết cái công việc mình làm á, sẽ sử dụng những cái công cụ nào để cái công việc nó được tốt đẹp. Chứ còn bây giờ quý vị thấy là bây giờ các cái vật dụng, những cái công cụ nó rất là nhiều. Ví dụ như nào máy cưa, máy bào, máy đục, máy trộn hồ, vân vân, đủ thứ. Nhưng mà ví dụ như bây giờ cái người thợ mộc thì mình biết là bây giờ công việc của mình là về vấn đề đóng những cái vật dụng thì phải cần gì? Phải cần cái cưa, cần cái bào, cần cái thước đó. Đó. Thì những cái vật dụng này là cái điều quan trọng. Hay là những cái đục, cái gì đó để phục vụ cho cái việc làm của mình. Thì cái người thợ mộc thì sắm những cái vật dụng nó vừa đủ để làm những cái công việc của mình. Còn cái người thợ hồ á thì sao? Cũng vậy, cũng phải có cái thước, rồi có cái bai, có bàn chà. Rồi ví dụ như là trộn hồ thì phải có thêm cái xẻng, cái giá để mà mình làm cái công việc nó cho nó được ổn định, tốt đẹp. Thế còn bây giờ cái người thợ mộc mình sắm thêm những cái công cụ khác mà mình sắm nhưng mà mình không có sử dụng tới, hay là hoặc người thợ hồ mà sắm thêm những cái dụng cụ khác mà mình sắm tại vì mình thấy nó đẹp, mình thấy người khác ta xài thì mình xài, chứ mà mình mua mình nhưng mà mình không có sử dụng tới thì như vậy thì nó lãng phí. Cho nên cái tỉnh giác trong cái hành xử này nó rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hành xử đối với bên ngoài, nhưng mà đối với bản thân của chúng ta cũng vậy. Cho nên là cái hành xử á, thì chúng ta phải biết lúc nào mình làm cho nó, và mình làm những cái công việc nào mà cần thiết. Thì hồi đó thì Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài dạy việc cần
làm trước. Thành ra quý vị à, cái công việc nó luôn luôn á, nó không phải giống như mình sắp đặt. Có đôi lúc á, mình sắp xếp nhưng mà cái sự kiện bất ngờ nó xảy ra. Cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ theo một cái thờ khóa để mà chúng ta làm. Có những cái việc nó cấp thiết, nó đòi hỏi chúng ta phải phải xử sự liền. Ví dụ như bây giờ có những cái trường hợp bệnh hoạn nó xảy ra, bây giờ mình nói khoan nữa, để chừng nào mà tôi ngồi thiền xong rồi tôi đi trị bệnh thì không được. Hoặc là cái trường hợp đơn giản thôi, bây giờ mình tụng kinh ha, mình hành thiền, nhưng mà bây giờ lỡ hôm nay á, có cái trường hợp cái sự an ổn trong thân mình không có, bây giờ tự nhiên bây giờ mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi tụng kinh mà giờ bức bách nó đòi muốn đi giải quyết, đi đến nhà vệ sinh để mà giải quyết, mà giờ mình nói không được, bây giờ phải để nó, để từ từ hết giờ xả thiền xong rồi mới mới đi, thì như vậy là không được. Cho nên đó, là ngay những cái sự cấp thiết nào đó chúng ta phải có cái cách ứng xử và giải quyết những cái vấn đề cấp bách, chứ chúng ta không nên chấp thủ. Rồi tỉnh giác bất mê, đây là một cái, cũng là một cái rất là quan trọng. Tỉnh giác bất mê ở đây là chúng ta phải thấy thấy trên cái chân đế. Thì giống như hồi nãy sư nói, tại vì tại sao mà các cái phiền não mà nó xảy ra, tại vì á, chúng ta cứ thấy ở trên cái tục đế, thấy qua cái hình dáng mà chúng ta không thấy được cái tính chất của chân đế ở bên trong. Vì chúng ta cứ thấy rằng đây là người nam, đây là người nữ, đây là cái cảnh đẹp, đây mà tôi thích, đây là cái âm thanh mà tôi thích. Chính vì chúng ta thấy nó một cách lệch lạc cho nên phiền não nó mới sanh khởi. Thì khi mà chúng ta có sự tỉnh giác, tức là chúng ta thấy rõ về cái duyên, do nhân duyên mà cái cảnh này nó hiện khởi, do nhân duyên mà cái pháp này nó có mặt, thì mình sâu vào tất cả các pháp do duyên nó sanh, cũng có tất cả các pháp do duyên nó sẽ diệt. Khi mà chúng ta thấy được những cái tính chất chân đế, tất cả chỉ là đất nước lửa gió, tất cả chỉ là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, chứ không có một bản ngã. Ngay cả chính bản thân mình cũng vậy. Khi mà mình có cái sự tỉnh giác bất mê đối với ngay chính bản thân mình, mình có sự hiểu biết, suy tư, quán sát như vậy đó, thì cái đối tượng bên ngoài mình cũng thấy được cái tính chất chân đế để tránh cái sự sai lầm tà kiến nó sanh khởi. Nhờ như vậy đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái phiền não, tránh được cái sự chấp thủ. Cho nên Phật mới nói là những cái pháp tỉnh giác là nó là cái việc làm, nó là sự tỉnh thức để
diệt trừ những cái pháp mê ngủ, những cái trần cấu của thế gian. À, cho nên là đối trị với cái này là phải có năm cái việc làm. À, tức là chúng ta phải tỉnh giác trong từng giây phút, trong từng sát na, à, rồi tỉnh giác trong điều hữu ích. À, chúng ta tỉnh giác, à, cái gì thích hợp, tỉnh giác trong cách hành xử, à, tỉnh giác bất mê. À, mà đòi hỏi chúng ta phải tỉnh giác này là một cái nỗ lực tu tập. Tại vì á, à, quý vị thấy rằng á, trong đời sống chúng ta đó, cái phiền não là nó đã đeo bám, à, nó ẩn tàng trong cái nội tâm chúng ta từ rất là lâu đời, à, từ nhiều 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 đời nhiều kiếp, à, thì nó có một cái sự, à, đeo bám bám chặt rất là mạnh mẽ. À, bây giờ chúng ta may mắn, chúng ta, à, học được Phật pháp, chúng ta có sự hiểu biết, nhưng mà cái sự hiểu biết, cái nội lực của trí tuệ chúng ta nó còn non yếu. À, cho nên á, nếu mà chúng ta không có sự cố gắng thì chúng ta sẽ bị phiền não nó quật ngã. Cho nên cái di huấn trước khi mà Đức Thế Tôn vô dư niết bàn, à, thì Đức Thế Tôn đã căn dặn rằng phải có sự nỗ lực, không nên dễ vui. À, chỉ có nhiều đó thôi. À, chúng ta phải có cái sự cố gắng nỗ lực, à, theo cái khả năng, cái điều kiện của chính mình. À, mỗi khi mà chúng ta buông lung, à, dễ vui là chúng ta sẽ bị, à, cái phiền não nó quật ngã. À, cho nên đó là khi mình học mình thấy trời ơi sao tôi cũng cố tôi học dữ lắm chứ mà sao tôi học hoài nó không thuộc. À, vì sao có nhiều lúc á cái trí tuệ mình nó còn yếu, cho nên bây giờ á mình phải cố gắng, à, nhẫn nại, à, từ từ học từng bước, à, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, à, rồi trong cái pháp hành cũng vậy, à, cái tâm của chúng ta là luôn luôn nó chạy ra bên ngoài, nó hoang duyên theo cái trần cảnh, à, và bây giờ á mình mới tập có một năm và dạ, tháng, à, mà mình biểu là cái tỉnh giác của mình á, à, trong từng sát na, trong từng giây từng phút thì sao được. À, cho nên á là chúng ta phải tập từng bước, à, rồi mỗi lúc nào mà mình hay biết, à, thì mình phải đem cái tâm nó trở lại với cái hiện tại. À, tỉnh giác tức là sống ngay giây phút đó có sự hiểu biết rõ ràng, trí tuệ, à, là tỉnh giác. À, cho nên á, và rất là lâu chúng ta sống trong vô minh, à, mà bây giờ á, mình một sớm một chiều mình đòi hỏi mình phải phải có sự tỉnh giác như các bậc thánh thì sao được. À, cho nên mình phải tập, à, cũng vậy, cố gắng nỗ lực tập từng bước mỗi ngày một chút. À, thì như vậy thì chúng ta sẽ lần hồi chúng ta sẽ có sự tiến bộ. Thì trong đời sống cái vấn đề mà sự hiểu biết nó rất là quan trọng để đối trị với các cái phiền não. À, chúng ta cái tỉnh giác
hàng ngày trong cái hành xử đó nó hết sức là quan trọng nha. Trong cái sự tu tập cũng như cái sự giao tiếp ở bên ngoài à, mà quý vị thấy rằng cái sự giao tiếp là nó rất là quan trọng à. Ở trong gia đình mình thì phải có bổn phận, có trách nhiệm à, người chồng thì có bổn phận trách nhiệm của người chồng, người vợ thì có bổn phận trách nhiệm của người vợ à, người con phải có cái bổn phận trách nhiệm của người con. Rồi bước ra bên ngoài khi mà chúng ta đi làm việc thì à, mình bổn phận người nhân viên thì phải có cái bổn phận như thế nào à, ở ngoài xã hội mình là cái người công dân thì mình phải có cái bổn phận như thế nào à, cái mà tỉnh giác trong cái hành xử này nó rất là quan trọng à, để sao để chúng ta có thể tránh đi những cái phiền não, những cái hoàn trái à, thì ở trong gia đình à, quý vị thấy rằng là nói sao à, cái bổn phận à, làm dâu à, cái trường hợp mà thí dụ như cái người phụ nữ khi mà có gia đình à, về bên nhà chồng à, thì phải có bổn phận đối với bên chồng à, phải đối với cha mẹ chồng như thế nào, rồi đối với à, anh chị em à, như thế nào à, cho nên người ta ví là nói là à, mình làm giống như là mình làm dâu à. Đó. Rồi nếu mà chúng ta không có cái hành xử nó tỉnh giác trong cái hành xử đó à, thì chúng ta sẽ gặp cái khó khăn à. Bây giờ hồi đó mình ở bên gia đình mình á thì nó khác à, bây giờ mình về bên chồng hay là hoặc là cái người nam về ở bên gia đình người vợ à, thì mình phải có, mình phải hiểu biết cái à, cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ mình là như thế nào để mình ứng xử, để mình hành xử cho nó tốt đẹp à, rồi những người anh chị em ở trong gia đình mình cũng có phải có cái cách để mình hành xử cho nó hợp lẽ nè. Thành ra đó cái hành xử ở trong cái đời sống rất là quan trọng, tại vì chính từ đây mà nhiều cái phiền não mà nó sinh khởi, nhà cái khổ đau hay là cái sự hạnh phúc là nó cũng do cái hành xử à, trong đời sống. Bây giờ có nhiều người họ nói là bây giờ là à, bà và chồng khó à, em chồng khó à, hay là hoặc là bà và vợ khó, em vợ còn khó, thì tại vì á, chúng ta hành xử không có đúng cách, không có hợp lẽ à, chúng ta thấy rằng á, trong thế gian thì có rất là nhiều à, hạng chúng sanh à, có những chúng sanh á, người ta rất là dễ dàng à, nhưng mà có những hạng chúng sanh á, à, nó rất là khó à, nó đòi hỏi phải chi ly từng chút nha à. Nhưng mà cái dễ dàng ấy, thì mình hành xử nó dễ rồi, hay là hoặc cái người khó mà đòi hỏi chi ly là mình cũng dễ rồi à. Bây giờ biết cái tánh của người này nó khó khăn, nó chi ly từng chút mình có thể mình cũng biết cách để mình hành xử. Nhưng mà có một cái hạng mà cái người này đó rất là khó cho mình hành xử thì sao? Cái người này nó không bình thường, ba hồi nó vui á thì sao cũng được, nhưng mà tới hồi mà nó gặp cái vấn đề gì nó khó chịu, nó bực mình rồi đó, mình làm cách nào nó cũng chịu hết à. Thành ra cái hạng mà thứ ba này rất là khó cho mình hành xử à. Cái người mà dễ dàng thì mình thấy rồi,
cái người khó khăn mình cũng có thể hành xử được rồi. Nhưng mà cái này á, mình nói vui vui ở ngoài đời người ta nói là sáu nóng sáu lạnh á, không biết lúc nào là nó nóng mà không biết lúc nào nó lạnh, là mình rất là khó khó hành xử. Mình làm sao nó cũng có thể nó chê mình được hết. Coi như là mình làm cái gì họ cũng có thể họ bắt bẻ, họ tìm lỗi để họ chê trách. Thành ra đối với cái hạng thứ ba này đó thì thôi mình chịu thua, bây giờ nó có nói gì mình cũng chỉ là mỉm cười, chịu thua nhận lỗi cái cho nó xong, chứ còn là không thể nào mà ấy. Thành ra đó, cái người mà khéo á thì chúng ta sẽ xử sự cái hành xử nó sẽ an ổn. Ví dụ như bây giờ ở trong gia đình, quý vị biết rằng có nhiều người, ví dụ như bây giờ có trong gia đình có ông bà rồi cha mẹ mình, ví dụ như là ông bà thì bây giờ già yếu lớn tuổi rồi, giờ ăn thì phải những cái thức ăn nó phải mềm, người ta mới ăn được. Rồi những người trẻ đó mà nếu mà bây giờ mình nấu mà mềm xèo giống như mấy người già mà ăn được đó, thì mấy người trẻ người ta sẽ không ăn được, ta tích chế. Cho nên đó, nếu mà mình khéo hành xử thì chỉ cần mình luộc nồi rau, nhưng mà mình biết bây giờ á những cái người trẻ này họ ăn không có quá mệt, cho nên mình luộc nó vừa chín thì mình vớt ra một phần, còn một phần còn lại á mình để cho nó thiệt mềm. Thì như vậy đó người già ta ăn cũng được, còn cái người trẻ đó thì ăn cũng được. Hai trường hợp bây giờ đó, ở trong gia đình thì có nhiều khi có người thì ăn chay, có người thì không chịu ăn chay ăn mặn đó. Mà nếu mà bây giờ cái người mà nấu nướng mà khéo á thì có thể mình sẽ hành xử để mình làm vừa lòng. Cái chuyện mà ăn chay ăn mặn nó dễ chứ cái gì đâu. Ví dụ như bây giờ mình nấu cũng một món canh nhưng mà cả chay cả mặn. Bây giờ ví dụ như mình nấu cái món canh thì bây giờ mình nấu thay vì mình nấu mình lấy mình thì mình nấu chay trước, bây giờ mình thử dầu rồi mình để cải rồi vô, rồi nhưng mà mình để các cái vật thực mà cho những cái người ăn chay trước, xong cái phần đó rồi bây giờ những người ăn mặn thì mình để cái vật thực phù hợp với những cái người ăn mặn vô. Thì như vậy đó cái người ăn chay cũng ăn được, người ăn mặn ta ăn cũng được. Còn cái người mà không biết không khéo hành xử thì nói không, bây giờ tôi nấu món nào một món thôi, chay là chay mà mặn là mặn, chứ tôi không có thể mà làm vừa chay vừa mặn là không được đó. Cho nên á chính vì những cái hành xử không hợp á thì sẽ gây ra cái phiền hà, gây ra những cái phiền não không đáng có. Còn chúng ta nếu trong đời sống chúng ta khéo hành xử thì chúng ta sẽ được sự an ổn. Cho nên á cái những cái hành xử trong đời sống nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải 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 tập. Chúng ta không nên khư khư chấp thủ rồi sinh ra những cái điều phiền não, mà chính những cái sự phiền não không an ổn thường xuyên thì sẽ đem đến những cái tai hại khổ đau. Rồi cái hành xử trong cái đời sống cũng vậy, chúng ta phải biết cái điều kiện cái phạm vi tu tập của mình, chúng ta phải biết cái năng lực
cái trí tuệ, cái sức khỏe của mình cỡ cỡ chừng nào, chứ chúng ta không có nên quá ôm đồm, chúng ta chạy theo cái phong trào. Bây giờ phải đi Miến Điện tu thiền, phải vô trường thiền, tu thiền 7 ngày 10 ngày, nhưng mà bây giờ khi mà mình đi như vậy nó trở ngại, mình không có thu xếp được cái công việc thì nó sẽ khó khăn. Cho nên cái việc tu tập, cái việc học nó là quan trọng, nhưng mà mình phải khéo hành xử. Mình tu tập vào những cái giờ nào, mình học vào những cái giờ nào, mình hành vào những cái giờ nào, để nó không ảnh hưởng đến các cái việc khác. Chứ còn không á, mình chấp thủ nói giờ này giờ tôi tụng kinh, giờ này giờ tôi hành thiền, tôi mất lo tu, tôi mất lo ấy rồi, tôi muốn làm gì hết, thì cũng không phải. Mà nếu mà mình nói bây giờ thôi giờ tôi làm chứ tôi không tu, thì cũng không phải. Cho nên giữa cái vấn đề mà phục vụ thì chúng ta cũng phải làm, nhưng mà vấn đề mình tu học thì mình cũng phải lo, mình khéo hành xử, mình khéo sắp xếp như thế nào đó để cho nó ổn thỏa. Thì với cái sự tỉnh giác trí tuệ, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái khéo léo hành xử cho nó được ổn định, tốt đẹp. Rồi quý vị thấy rằng cái trong xã hội, trong cái tập thể, trong cái cộng đồng thì thế nào đó nó cũng xảy ra những cái vấn đề. Mình có lúc mình làm cái bổn phận mình tròn thì có lúc mình cũng bị ta nói, mà mình làm cho nó ổn quá thì bắt đầu người ta cứ đùa, người ta giao công việc. Mà nếu mà chúng ta mà ôm đờm nhiều quá thì cũng khổ. Ví dụ như bây giờ cái người nhân viên, người ta làm cái nhiệm vụ mới đầu, người ta vô và giao làm cái nhiệm vụ đó, nhưng mà cái thấy cái người này họ làm được việc, họ có trách nhiệm, họ làm việc cái thành quả tốt đẹp, rồi cái bắt đầu giao thêm nữa, thì lúc đầu cái người nhân viên á, người ta thấy có thêm chút thì thôi cũng không gì, người ta cũng cố gắng, nhưng mà rồi càng lúc á thì cái công việc cứ giao nó nhiều quá. Mà nếu mà bây giờ mình ôm đờm nhiều quá thì thế nào cũng có sơ suất. Cho nên khi mà mình làm cái công việc nó trôi chảy, cái công việc của mình làm cái nhiệm vụ của mình nó an ổn thì ít có ai thấy, nhưng mà chỉ cần chúng ta sơ suất một cái lỗi gì đó là người ta sẽ bắt đầu người ta chê rách, người ta nói. Cho nên là đối với những cái công việc ở trong gia đình cũng như là trong cái cơ quan, cái chỗ làm việc của mình thì mình cũng phải biết mình làm hoàn thành cái công việc nhiệm vụ của mình rồi, nhưng mà nếu mà bây giờ người ta có ấy thêm thì cũng vừa phải. Thế còn ở đời có nhiều cái nó cũng khi mà người ta thấy mình làm được việc rồi, cái công việc nào người ta cũng giao rồi những cái người nhân viên cũng vậy, có khi nó thấy mình làm rồi họ thì cũng muốn lánh né, họ lười biếng, họ cứ họ cứ
nhờ mình làm cái này, nhờ mình làm cái khác. Thành ra đó, đôi lúc chúng ta cũng phải biết để mà từ chối bớt. Ở đời ấy, hồi lúc mà sư còn đi làm công việc, cái công việc nào mà khó khăn, chỗ nào mà khó khăn là mấy ông sắp xếp, ông đưa mình tới chỗ đó mình làm. Mà hả, mà tới chừng mà khen thưởng hay là cái gì á, chẳng quên, mà chính ông sếp của cái chỗ mà mình làm, ông cũng nói luôn, ông nói sao mà phân công công việc á thì thằng nào tao cũng nhớ hết, mà tới chừng mà khen thưởng á sao tao không nhớ thằng nào hết. Khi mà mình làm cái công việc, cái trách nhiệm mình làm nó hoàn thành á, người ta có sự tin tưởng á, thì bắt đầu cứ bao nhiêu những cái việc gì mà khó khăn là họ đưa mình vô. Những cái người khác họ tránh né là họ đẩy vào mình, mà tới chừng mà cái quyền lợi á, thì họ không có không nghĩ tới mình. Mà mình nói ra đó, khi mà mình nói lên đó, thì nói mình cái thằng này á sao mà đòi hỏi nhiều chuyện thế này thế khác. Nhưng mà mình không nói thì họ cho mình là cái thằng, ôi thằng này nó ngu lắm, không biết gì đâu, kệ bà, cứ cái gì khó khăn nhất là giao cho nó, chỗ nào mà ấy là đưa cho nó. Thành ra đó, ở đời nó nhiều cái nó cũng bất công đó, nếu mà chúng ta không có cái cách hành xử cho khéo léo đó, thì nó cũng đưa đến những cái phiền não. Rồi chị thấy rằng có những người đó họ cầu toàn dữ lắm. Hồi lúc mà còn làm giới tử, quý vị biết là có một cái vị sư mà mỗi ngày mình lên để mình trải tọa cụ, trước khi giờ tụng kinh đó nha, lên đốt nhang trải tọa cụ rồi canh tới giờ đánh chuông. Mà có một cái vị này bây giờ mà trải cỡ nào thì ổng lên ổng cũng phải sửa một chút là ổng mới chịu ngồi. Ổng cứ chê trải không ngay, trải gì không bằng, trải thế này thế khác, thì đối với những cái người đó thì thôi kệ, bây giờ người ta có nói gì thì mình cũng cũng hoan hỷ bỏ qua đi. Chứ còn với những cái người mà họ quá cầu toàn thì mình chịu thua. Bây giờ không lẽ bây giờ mỗi lần mà mình trải thì mình phải căng cái sự sợ nhợ rồi mình trải cho nó bằng. Thì mình phải có nhiều khi nó có sơ sức, nó trồi nó sụt chút đỉnh nhưng mà ổng không chịu. Mà bây giờ với những cái người đó, bây giờ quý vị có chăm chỉ trải đi chăng nữa, ổng lên cũng sửa cái rồi cái chừng ngồi, tại vì cái này là cái cố tập. Cho nên á, trong cái đời sống, trong cái cách hành xử thì chúng ta phải biết rằng đối với những cái người này thì mình chịu thua. Giống như hồi nãy sư nói, với cái người mà họ dễ dãi thì mình ứng xử nó dễ rồi, mà với cái người khó đó thì mình phải cẩn trọng chút. Còn mà đối với cái người mà tùy hứng, họ lúc mà muốn muốn dễ dễ muốn khó khó, cái người này họ mình rất là khó khó hành xử. Đối với những cái người này đó thì thôi, mình chịu thua họ cho nó chắc ăn. Rồi khi mà chúng ta cái hành xử trong đời sống cũng vậy,
trước cái khen chê, chữ gì thấy rằng trong đời sống mình ứng xử đối với nhiều hạng người mà không ai mà khen mình hoàn toàn đâu. Ví dụ như 10 người mà mình được 4 người, được 4 người mà họ khen đó là vậy là tốt lắm rồi đó. Chứ đừng bao giờ quý vị hỏi đòi hỏi là phải 7-8 người khen. Thành ra đó, mình biết. Nhưng mà đó, mình cũng biết hôm nay đó họ khen mình chứ coi chừng, coi chừng nhá, một lát hay là qua ngày sau họ sẽ chê mình. Tại sao? Tại vì ngay giây phút này mình làm cho họ vừa lòng thì họ khen. Nhưng mà một chút xíu sau họ nhờ mình, hay là hoặc là mình vô tình mình làm cái điều gì đó không có, không phải là sai, nhưng mà không vừa ý họ là họ sẽ chê mình ngay. Thành ra cái vấn đề mà mình nấu ăn trong cái tập thể 10 người trong gia đình, nhóm 10 người mà 4-5 người ăn được là rải rồi. Còn ví dụ những cái người mà họ khó khăn, họ trề, họ nhúng, họ chê, họ khen thì cái đó là cái quyền của họ. Thành ra đó, trong cái vấn đề mà mình truyền đạt, mình hướng dẫn, mình chỉ dạy cho người khác, mình chia sẻ như vậy, có người họ là vị này dạy vậy là được, vị này dạy hay, vị này dạy thấp quá, dở ồn thì cũng không sao. Tại sao? Tại vì căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh nó khác nhau. Chúng ta không thể nào mà chúng ta mà làm vừa lòng hết tất cả được. Thành ra đó, mình làm trên cái số đồng. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng vậy, ngài thuyết pháp là hướng đến cái số đồng. Chứ còn những cái một vài cá nhân cá biệt ở trong cái chỗ đó thì Đức Phật không thể nào mà làm hết. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp á mà ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất dẫn 500 vị về theo Đức Phật xuất gia, nhưng mà Đức Phật quán xét thấy rằng đó thuyết pháp để độ 500 vị này trước, cho nên Đức Phật thuyết pháp 500 vị này đắc quả. Còn riêng ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên là những cái vị thượng thủ tinh văn á mà các ngài chưa đắc. Tại vì Đức Phật nhắm đến cái phần đông trước, còn hai vị này vậy tại vì cái trí tuệ nó cao siêu hơn, cần phải có những cái pháp nó phù hợp, cái thời điểm chưa phù hợp, cho nên là Đức Phật chưa có thuyết pháp. Cái pháp mà để tế độ cho ngài Xá Lợi Phất là khác, mà cái pháp để tế độ cho ngài Mục Kiền Liên là khác. Cho nên á là với những cái người mà này thì Đức Phật phải có những cái pháp để thuyết pháp, để phù hợp, để đưa mấy vị này an trú vào thánh đạo thánh quả. Thành ra cái vấn đề mà trước sau sớm muộn cao thấp nó không phải là cái điều quan trọng. Cho nên á ta nói là tại sao mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên Đức Phật là ban hành là những cái vị mà thượng thủ thinh văn, đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thần thông, mà tại sao mà đắc quả sau năm cái vị 500 vị kia? Tại vì cái thời gian, cái cách ứng xử của Đức Phật đó, nó phải phù hợp. Đến cái thời điểm phù hợp, đến lúc nào đó thì Đức Phật mới thuyết pháp để tế độ, chứ không phải
chứ không phải chúng ta nói là như vậy mấy vị này đắc quả sau 500 vị kia là mấy cái hai vị này kém hơn, nó không đúng. Cho nên trong đời sống cái điều quan trọng là chúng ta tỉnh giác trong cái ứng xử hàng ngày trong đời sống, nó rất là quan trọng. Chính nhờ những cái sự tu tập, có cái trí tuệ, rồi chúng ta mới khéo léo trong cái cách ứng xử. Cho nên á, có những lúc mình cũng phải nói, nhưng mà mình nói cho nó hợp thời hợp lúc. Nhưng mà có những lúc thì chúng ta cũng phải mỉm cười, có những lúc chúng ta yên lặng, chứ không phải lúc nào mình cũng nói mà lúc nào mình cũng yên lặng. Cho nên á, cái khéo trong cái hành xử trong cái cuộc sống của chúng ta là cái chỗ đó. Mà cái này đó là phải đòi hỏi chúng ta có sự tu tập, có trí tuệ để khéo léo. Đôi lúc đó, chúng ta cũng phải biết giải khờ. Mà có đôi lúc đó, thì mình cũng phải biết là có trí tuệ. Thành ra đó, cái giải khờ hay là cái trí tuệ đó, mình phải khéo ứng xử, để cho cái đời sống nó an vui. Thì khi mà xung quanh chúng ta với những người mà họ hoan hỷ, thì chúng ta sẽ an ổn, sẽ an vui. Rồi đó, trong cái ứng xử cũng vậy, mình không đợi người ta nói mình mới biết để mình sửa. Chỉ cần chúng ta qua cái thái độ, cái cử chỉ, là mình cũng biết để mình có thể khéo léo mình ứng. Chứ mình không nên mà đợi tới người ta nói ra là mình thấy. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng những cái người mà y tá trong cái phòng mổ, thì khi mà vào cái phòng mổ thì tất cả đều bịt khẩu trang. Thì ông bác sĩ đó, ổng đâu có cần phải phải nói. Nhưng mà những cái người mà y tá làm cái công việc này thường xuyên thì họ sẽ biết. Sau khi ông này ông sử dụng cái dao mổ chẳng hạn, rồi sẽ tới cái gì, thì ông bác sĩ sau khi mà ông buông cái vật dụng đó, thì cái người y tá người ta sẽ biết cách cách ứng xử, người ta sẽ đưa những cái nào nó phù hợp. Nhưng mà lỡ mà cái bữa đó mà cái người người y tá mà thường xuyên mà đi theo ông bác sĩ này đó, người này bị bệnh đi, thì cái người y tá khác thế, nhưng mà họ không có biết, không có biết cái quy trình, không biết cách thức, thì nó sẽ có cái sự phiền não trong bác sĩ thôi. Tại vì á, cái người kia đó, khi mà ông bác sĩ nó không làm chưa xong là cái người kia sẽ đưa những cái vật dụng nó phù hợp, ổng làm cái công việc nó suôn sẻ, nó trôi chảy. Chứ vô trong đó mà người ta đâu có nói, bởi vì bịt khẩu trang luôn, kín mít hết rồi, nói thì nó cũng đâu được. Cho nên á, cái cách hành xử ở trong công việc, ở trong đời sống, trong sự tu tập, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự tu tập, phải có trí tuệ, phải có sự hiểu biết, để ứng xử. Có những lúc giống như người tài xế, khi một cái người tài xế mà giỏi thì ta biết những cái đoạn đường này có thể chạy nhanh, nhưng mà những cái đoạn đường này thì phải chạy chậm, phải cẩn trọng, qua những cái ngã tư,
quan sát như thế nào thế nào thế nào để mà có cái ứng xử trong cái công việc của mình. À, người ta chú tâm hướng cặp mắt về phía trước, à, nhìn xa rồi nhìn gần, nhìn xa nhìn gần, quan sát hai bên đường, à, để kịp thời để xử lý ứng xử những cái tình huống nó xảy ra, à, nó được tốt đẹp, à, chứ không phải, à, bây giờ ở trên cái đường nó cho chạy 60 km giờ thì mình cứ chạy đúng 60 km giờ, à, nhưng mà có những lúc mình có thể giảm, à, có những lúc mình cũng có thể để tăng, thì tùy theo cái đoạn đường, à, mình có thể ứng xử để cho nó được tốt đẹp ha. Cho nên ở trong đời sống, à, khi mà chúng ta có cái ứng xử nó được tốt đẹp thì, à, nó sẽ có được sự an vui, à, mình đem đến an vui cho chính bản thân mình và cũng an vui cho những người xung quanh. À, chúng ta không nên, à, quá chấp thủ mà phải có cái tỉnh giác trí tuệ để ứng xử với từng đối tượng, à, cho nó tốt. À, đành rằng, à, tục ngữ này nó nói không thể nào mà uống lưỡi câu mà vừa miệng cá, à, chúng ta không thể nào mà chúng ta làm hài lòng hết tất cả, nhưng mà nếu mà, à, đa phần 10 người mà được 4 người mà hoan hỷ thì như vậy là cũng cũng tốt rồi ha. À, đó, ví dụ như bây giờ, à, ở trong đây là 19 vị, à, đang hiện diện cái rồng rồng, mà bây giờ mà được chừng 4 người mà có sự lắng nghe, có sự hiểu biết, à, có hoan hỷ thì như vậy là cũng là thành công, là tốt đẹp rồi. À, chứ bây giờ mà nói mà bây giờ là, à, trong ngày 10 19 nhưng mà riêng bản thân sư còn lại 18 mà đòi hỏi 18 người cùng quan hỷ hết thì chắc cái điều đó khó xảy ra. Cho nên là chúng ta biết thì chúng ta khéo léo ở trong đời sống, rồi chúng ta cố gắng cái sự nỗ lực tu tập, à, thì cái tỉnh giác trong đời sống này đó, nó đòi hỏi với chúng ta là có phải có cái sự hay biết tỉnh giác trong hiện tại, à, trong từng sát na. Nhưng mà thí dụ như mình nói đó, trong từng sát na, trong từng giây từng phút là trong cái sự tu tập nha. Cho nên, à, chúng ta cố gắng nỗ lực, à, cái sự tỉnh giác hiểu biết của chúng ta đó mạnh mẽ nhiều chừng nào, à, thì chúng ta sẽ đẩy lùi, à, được những cái phiền não, à, nhiều chừng ấy, à, chúng ta sẽ có sự an ổn an vui, à, trong đời sống cũng như là trong sự tu tập, à, có sẽ có được sự tiến bộ. À, thì, à, hôm nay thì cái, à, phần thứ sáu này nói về cái sự tỉnh giác, à, thì sư cũng xin chia sẻ với, à, quý vị một cái vài cái hiểu biết, à, tức là có các, năm pháp mê ngủ, tức là những cái pháp mà đắm nhiễm, à, thỏa thích với cái cảnh, à, khả hỷ khả lạc trong đời sống để làm cho các cái, à, dục lạc, cái dục trần, à, nó bám níu, nó làm cái ô nhiễm cái nội tâm, à, rồi chính vì những cái vô minh tà kiến là những cái pháp mà chúng ta, à, làm cho chúng ta say đắm mê ngủ để thọ hưởng trong cái dục lạc ngũ trần, thì muốn thoát ra thì chỉ có là chúng ta phải có sự tỉnh giác hay biết, à, hay biết
mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi giây phút. À, chính nhờ cái sự hay biết mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi giây phút, à, chúng ta hiểu biết, à, những cái đối tượng, à, chúng ta sẽ có cách hành xử, ứng xử cho nó được thuận lợi tốt đẹp. À, thì như vậy, à, sẽ đem đến cho quý vị có một cái đời sống tốt đẹp, sự tu tập, à, có sự tiến bộ. Cho nên cái thực tập về cái tỉnh giác, à, nó là một cái điều rất là quan trọng. À, mà cái người mà có sự hiểu biết, sự hay biết thì sẽ làm tròn cái khả năng, cái nhiệm vụ, à, của mình. À, còn cái vấn đề mà người ta khen, à, là hoặc người ta chê, đó là quyền của mỗi người. À, mình không cấm cản ai được. À, mà mình phải có cái khéo léo. À, và khi mà người ta khen thì mình phải sẵn sàng để chờ đón những cái lời chê. À, thì như vậy đó, chúng ta sẽ giữ được cái nội tâm được an ổn, quân bình. À, và trong cái đời sống sẽ có nhiều niềm vui, à, để chúng ta tu tập, à, tiếp tục nỗ lực trên con đường thực hành, à, theo lời dạy của Đức Phật. À, thì bây giờ thì cũng, à, xin, à, mời, à, kính tôn thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tôn nữ cũng như quý Phật tử, à, cùng, à, chia sẻ, à, thảo luận thêm về cái, à, đề tài hôm nay. À, Đức Phật dạy về cái pháp tỉnh giác để diệt trừ những cái pháp, à, mê ngủ, à, những pháp dễ vui trần, nhiễm đắm trong cái trần cấu của thế gian, à, rồi những cái việc làm để đem đến được cái một đời sống, một cái nội tâm được an tịnh tốt đẹp. À, thì cũng xin, à, chia sẻ, à, đôi điều. Và bây giờ thì xin, à, cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng chia sẻ thảo luận thêm. Nam mô A Di Đà. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh và sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Dạ, quý vị có nghe tôi rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, cảm ơn sư Pháp Trang, Pháp Thanh. Dạ, 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 con xin cảm ơn sư Pháp Thanh đã nói dặn tiếng rưỡi đồng hồ và dạ, 90 phút. Con sa thú, sa thú. Dạ, con xin cảm ơn sư đã cho bài pháp này. Dạ, con không thấy ai lên thì con lên con nói tóm tắt lại thôi. Dạ, thì trong cái bài mà tương kinh này, Samyutta Sutra đoạn thứ 6 về tỉnh giác. Thì trong cái tỉnh giác này thì Đức Phật có nói, vị chư thiên này có hỏi. Để thì gần gần. Có bao pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác? Có bao nhiêu tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ? Có bao nhiêu việc làm đưa ta đến trần cấu? Có bao nhiêu việc làm khiến ta được thanh tịnh? Thì Đức Phật mới nói, có năm pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác. Có năm pháp tỉnh giác. Sao để chữ giác cho trời. Có năm pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ. Chính có năm việc làm đưa ta đến trần cấu. Chính có năm việc làm khiến ta được thanh tịnh. Thì trong cái bài này thì cái vận bổn chính của đó là tỉnh giác.
Thì theo sư Pháp Thanh, dạ con có lộn Pháp Trang Pháp Thanh tại chữ quan, khi cho theo theo sư Pháp Thanh thì sư có nói thì con người chúng ta có những pháp mê ngủ là chúng ta để lục lục căn nó đi theo cái lục trần, tức là sắc thinh khí vị xúc pháp, mắt đắm nhiễm vào cảnh sắc tai nghe những lời âm thanh, mũi ngửi những mùi, lưỡi nếm những vị, và thân xúc chạm, và ý phóng theo các những của chúng ta luôn có những ý nghĩ liên tục. Cái tâm thì không bao giờ nó ngừng nghỉ, nó lúc nào cũng suy nghĩ điều này đến điều kia, không bao giờ ngừng nghỉ. Thường người đời của chúng ta thì đời sống rất buông lung, cứ để năm 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 cái pháp trần, năm cái cảnh sắc, năm cái đối tượng ở ngoài đời cuốn hút chúng ta đi theo và cho đó là lạc là tốt, và họ có bị cuốn hút hoài từ đời này qua đời kia, cho dù họ lẫn lộn xuống, trừ phi họ xuống địa ngục thì họ không không còn biết gì nữa, đang bị tội. Còn nếu mà lúc mà đến người người hay thú cũng vậy, họ vẫn mê mê theo những cái cảnh đó và bám chắc vào, bám trụ vào, dính mắc vào những trần cảnh, những đối tượng này, và họ không có thể nào biết buông ra cũng như là tháo gỡ ra, cứ dính mắc từ đời này qua đời khác. Vì vậy Đức Phật hay nói nước mắt của chúng ta có đổ nhiều còn hơn nước ở trong nước biển, đó là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta làm như vậy. Chúng ta thấy một con sông nó rộng thì thấy nước kinh khiếp, khi mà nước nó lũ lụt thì thấy nhiều, nhưng mà so với biển thì rất rộng mênh mông, không biết chừng nào, không biết cái bờ bên kia nó cách bờ bên đây bao nhiêu nữa, nó sâu thăm thẳm ở dưới. Thì chúng ta đã trôi lăn rất nhiều, rất là đau khổ, nhưng không biết thế nào để thoát ra. Thì trong cái bài này thì Đức Phật có nói để chúng ta làm ra có những pháp để đối trị đó. Thì thứ nhất là thiền định, chúng ta dùng thiền định vào dùng những chi thiền để đối trị với những cái pháp đó, chẳng hạn như là chi tầm vitakha thì nó đối trị với hôn trầm và thị miên, đó là thi nà và mi đà, và vi vichara là tứ chi tứ thì nó đối kỵ với hoài nghi, quýt chi chích chá và chi thi ti, thi tí là hỷ, thì nó đối trị với là sân hận, và xú khá là lạc thì nó đối trị với út đắc chá hật, và khu khu khú chá là phóng dật và hối hận, và chi định là ê khá cách tá là đối trị với khâm khâm má chăn đá là tham dục. Thì khi mà trong khi thiền định là một cái cũng đâu dễ làm, chúng ta phải vô định, vào định có mấy loại định: sát định, cận định, vô định rất là khó, như là pháp thiền thì cái tâm của chúng ta phải dính liên tục, nỗ lực liên tục vào cái thiền định này không dễ. Cái phần thứ hai á, là sư nói là bỉ phân đoạn diệt, là đoạn diệt phân phân loại, tức là đoạn diệt diệt trừ từng phần bằng cách do chúng ta có học pháp của Đức Phật, dùng cái kiến thức, cái sự hiểu biết về pháp học để suy tư và phân tích và đối trị với những các pháp bất thiện nó xảy ra hàng ngày của chúng ta, thì cái này cũng không phải dễ nữa. Tại có khi mà bị mê vô đó rồi thì với lại chúng ta cứ chấp vào cái thân kiến, vào những cái thủ ngũ quẩn, vào kiến thủ, cái đó cứ nghĩ rằng chúng ta là đúng, đúng chấp cho cái đó rồi tự cho mình là đúng và diệt trừ, nhưng thật ra cũng chưa chắc gì những điều mà chúng ta nghĩ là đúng là đúng, tại vì pháp học nó rất thâm sâu, và cái pháp thì bất thiện nó đến ào ạt rất nhiều, và cái tâm của ta
nó rất dễ phản bội chúng ta khi dày khi tha khác. Mặc dầu khi mà cho dù người đó có học pháp rất nhiều, nói pháp rất giỏi, nhưng mà đụng chuyện mà họ mà cái tâm của họ không có liên tục, không có chánh niệm tỉnh giác liên tục, thì họ vẫn bị dướng mắc dễ dàng. Nhất là khi mà nhân duyên của họ, cái quả của họ mà chỗ đó, cái mãnh lực của duyên rất là mạnh, họ bị thất bại là chuyện thường. Đó là chúng ta thấy thường ngày những ông sư thấy đạo mạo, thấy nói pháp rất hay, nhưng vẫn xa vào những cái lầm lỗi đó. Mà người thường thấy thì dễ dàng, trời ơi, nó đâu có đẹp gì đâu, nó đâu có gì hay đâu, mà cũng bị dính vô. Thì đại khái là như vậy. Cái pháp thứ ba đó là tiệt trừ đoạn diệt, tức là tiệt trừ đoạn diệt, tức là đoạn trừ mấy cái kiết sử, năm hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. Phần này còn khó nữa. Khi muốn đoạn trừ mấy cái kiết sử, mấy cái này á, thì chúng ta phải đắc đạo và quả, tức là vô thánh quả, vô thánh đạo, có tâm đạo nó sát trừ hết mấy cái tâm bất thiện này. Từ thấp lên cao là từ sơ đạo, sơ quả đến nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, tức là tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a na hán, thì nó lại còn khó nữa. Và phải tu tập nhiều ba la mật lắm, nhiều đời nhiều kiếp lắm, tất bả ba cái này, thiền định, bỉ phân đoạn tiệt, điện tuyệt trừ đoạn diệt, thì nói theo dễ, chứ theo tôi thì tôi thấy không có dễ chút nào hết. Cái gì cũng khó hết. Chúng ta phải phải hiểu biết pháp, thào học, pháp học, pháp hành rành rỗi. Rồi chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác trong từng sát na, phải tinh tấn rất mạnh mẽ, nỗ lực tu tập liên tục. Thì từng đời này qua đời khác, từ tiếp này qua tiếp khác, từng nhiều A tăng kỳ, nghe từ chữ A tăng kỳ là khủng khiếp rồi. A tăng kỳ là A là không, tăng kỳ là không có thể đếm được, biết chừng nào. Nhưng mà nói vậy cũng đừng có nản, dầu sao chúng ta có tu tập còn đỡ hơn là không có tu tập, một lúc đỡ hơn bù. Thì sư Pháp Thanh đã nói một tiếng rưỡi đồng hồ, 90 phút. Thì sư đã trẻ ra rất nhiều cho chúng ta hiểu. Thì tôi nghĩ rằng quý vị cũng đã hiểu rồi. Cũng như là sư nói cái năm pháp đó, thì nhất là chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là chúng ta phải biết cái chánh niệm đây, chánh không phải là chánh tà hay đúng, mà cái chánh đó là cái chính. Niệm cái niệm của ta, niệm vào cái những cái pháp, những cái đối tượng, những cái gì mà chính yếu mà chúng ta phải bám theo đó, là cái gì diệt trừ các pháp bất thiện. Thì còn tỉnh giác thì sư nói có năm pháp đó, có năm pháp là cái pháp thứ nhất là tỉnh giác trong từng sát na. Sát na, quý vị, sát na, quý vị có biết sát na là nó dài bao nhiêu không? Quý vị thấy một giây hả, một giây hả, một sát na nó bằng 1/10 lý thừa chính đó quý vị. 14 chứ quên, 14 nó có 14 con số 0. Tức là cái sát na nó rất là nhanh, không có thể nào mà mắt thường mà nhìn thấy được. Thì nhưng đại khái vậy thì sát na thì chúng ta cũng hiểu đại khái là chúng ta tỉnh giác trong ngay tức khắc, ngay cái hiện tại, ngay bây giờ, ngay từng lúc mà khi mà cái tâm của chúng ta vừa mất khởi ý lên một cái chuyện gì, thì chúng ta phải nắm bắt liền chỗ đó và phân tích và hiểu rằng chúng ta đang làm cái gì vậy, chúng ta đang suy nghĩ cái gì vậy. Thì cái đó là chúng ta nghĩ rằng nó có hữu ích không, là cái thứ hai, tức là nó có tốt cho người và tốt cho ta không, thì chúng ta mới làm. Nếu mà tốt cho ta mà không tốt cho người là chúng ta quá ích kỷ, mà chúng ta tốt cho người mà không tốt cho ta thì cũng không đúng. Nếu mà có chuyện gì thì chúng ta là chết uổng mạng một cách ngu nữa. Cũng như là chúng ta mà đói có một miếng ăn thôi mà chúng ta cứ nhường hết cho cái người kia ăn, rồi chúng ta đói, rồi người ta ăn kia, người ta ăn, người ta sống, thì chúng ta phải nghĩ rằng phải làm sao hơi gì phân nửa cho mình, phân nửa cho người ta thì tốt hơn. Thì chúng ta phải nghĩ rằng nó vừa tốt cho người mà vừa tốt cho ta là nó hữu ích đó. Rồi nó có thích hợp không,
có thích hợp với cái lúc này không, có đúng lúc đúng thời không? Và cái thứ tư đó là hành xử, cái việc làm của chúng ta, cái hành động của chúng ta nó xử sự có đúng lúc, có đúng thời, có đúng vị trí, có đúng vào cái việc này mà chúng ta làm không? Và khi mà nó không đúng mà chúng ta phải bắt buộc phải nói để cứu giúp cho một số người lớn, như mình thấy một ông sếp, mình là một thằng gác cửa tép riu mà thấy ông sếp làm vậy, một việc đó là sai mà mình không dám nói, vì mình nói mình sẽ có thể là không, ổng không nghe, ổng còn nổi giận lên, ổng đổ qua mình nữa. Nhưng cái đó một điều đó cũng rất khó trong sự mà hành xử, thì chúng ta phải suy nghĩ, phải lựa lúc nào để nói cho cái người chủ đó biết là việc làm của ông ta là sai quấy, thì một lời nói vẫn tốt hơn là không nói gì hết. Thì để cho dù cái mạng chúng ta có chết nhưng ít ra cũng cảnh tỉnh cho ông ta một điều là cái điều đó là sai. Rồi cái thứ năm đó là bắt mê. Bắt mê tôi nghĩ là bắt là không, mê là mê muội, tức là không mê muội. Thì tôi nghĩ là dùng cái chữ trí tệ hay là sáng suốt thì đúng hơn, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Thì cái trí tệ và sáng suốt đó, trí tệ của chúng ta theo Đức Phật nói, khi mà chúng ta lên tứ đắc tư A-la-hán đó, tức là tứ đạo và tứ quả, thì chúng ta mới hết vô minh. Cho dù A-la-hàm vẫn còn là vô minh. Trong trong nhiều pháp nói như vậy đó. Có những cái mà chúng ta biết nhưng mà biết cũng chưa có gọi là đúng nữa, thì vẫn còn vô minh. Mà khi mà tới tứ đạo tứ quả rồi, chúng vị là một vị Phật thanh văn rồi, thì còn nói gì nữa thì rất là khó. Tức mà vô tới chỗ mà A-la-hán rồi thì chúng ta đã dứt hết nợ rồi, không còn trở lại đời nữa. Nhưng cái khoảng thời gian vào cái sự tu tập từ thấp lên cao, nó trùng trùng điệp điệp và dăng dài dẳng, biết chừng nào mà cho xong. Học thì học, thì chúng ta phải nhớ tới những điều mà mình học về Phật pháp và cố gắng chánh niệm tỉnh giác trong từng giây từng phút, và coi cái việc đó nó có hợp lý thích hợp, rồi chúng ta mới thông đạt thì mới giải quyết được những cái điều mà đó, mới hành xử cho đúng để được vượt qua những cái năm cái pháp mê ngủ mà Đức Phật đã nói trong cái đoạn số 6 trong tương kinh này. Thì vấn đề mà nói thì dạy, học thì nghe thì như vậy, mà lúc làm hơn lúc hành đó, pháp thì nó đến lung tung, nó không có đơn giản, đến từng pháp, nó nhiều khi nó đến từng pháp trùng trùng điệp điệp, nhiều nhân nhiều duyên đến ào ào, để chúng ta mỗi ngày cũng như người ta nói cái câu vẫn như vậy, cái gì dạng bất chi vô chí vậy, tức là có nhiều cái tự nhiên quên cái tiếng cái câu không việc gì, con coi nghĩ coi, tức là nhiều chuyện nó đến cùng một lượt, không thể nào mà đỡ nổi. Thì quý vị thấy như là vừa mất việc về tới nhà thì nghe tin đó, con xe đụng, bị xe đụng gãy giò, rồi mẹ mình bệnh nữa, thì những cái chuyện đó nó đến cùng một lúc, thì chúng ta phải làm như thế nào, quý vị thấy không, rất khó giải quyết. Thì lúc đó chúng ta phải bình tĩnh và suy xét và tính toán cái việc gì cần làm trước thì nên làm, cái việc gì để sau làm sao cái đầy cũng được, thì cái việc sống chết thì phải làm trước. Nó cuộc đời này á, nó không phải nó đơn giản như chúng ta học từng 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 pháp từng pháp, từng việc có nhiều khi nó đến dồn dập, bởi vì con người ta mà không học pháp, mà không có dựng cái tâm, không có học về nhân quả, nó đến là nó đến chứ không phải do ai hỏi ai. Nếu có người mà không hiểu về pháp thì họ rất dễ bắn loạn loạn động và theo pháp này, bởi vì có nhiều người họ mất trí và họ điên dại lên, khùng khùng điên điên giống như vậy thì có rất nhiều. Như trong gia đình của tôi á, lúc trước tôi không có biết gì Phật pháp, giữa ba với má tôi rất là trái nghịch, ba tôi thì sáng suốt nhưng mà ổng rất độc tài, ổng khó khăn từng chút, mấy đứa chúng tôi không có thích đứng gần ổng chút nào hết. Có chuyện gì chị em trong nhà nói chung với nhau rồi giúp nhau giải quyết. Còn má tôi thì quá quá mê tín dị đoan rồi, cái gì bà cũng tin, cái gì bà cũng nói tội,
Mà có nhiều khi má tôi làm việc mà sai, giống như là má tôi thấy mỗi ngày má tôi đi chợ mua con cá lóc vậy, má đập đầu bập 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 bập, bà lột cái gì lấy con dao lột cái da con cá lóc, nó có da đó. Tôi ngồi tôi dò, trời sân trái nhìn đục đục thấy tội nghiệp quá ha. Mà tôi thấy là tội nghiệp, nhưng mà gọi hồi nấu ăn thì cũng ngon, cũng đâu có biết. Rồi đi vô chùa thì kêu tôi vô chùa đội sớ, đụng tôi thì không hiểu gì Phật pháp, cứ ngồi mà có mấy đám trẻ bạn với tôi đi vòng vòng chơi, chạy tới chạy lui chơi, tại vì ở nhà nó buồn lắm, không có chuyện gì coi. Ngày xưa thì đâu có tivi, nó cũng có giờ, mà tivi Mỹ thì nó cũng có mà một một ngày có mấy tiếng là nó chiếu phim hoặc quả phim cho mình coi thôi, còn truyền hình Việt Nam cũng có mấy tiếng thôi, chứ đâu có 24/24 như bây giờ, cũng như là có phim màu rồi thôi, cả trăm cái đài nữa, rồi YouTube tùm lum hết. Rồi sách vở thì lúc rất là hạn hẹp, mình đâu có biết đọc sách gì, thì rất là vắng. Mà cái tâm tôi thì lúc nào nó cũng muốn tìm hiểu cái này tìm hiểu cái kia, thì ở trong nhà ngồi một góc nó giống chán lắm, cứ đi ra ngoài đường chơi chơi cái gì cho nó vui thôi. Thì nhiều khi á, trong nhà thì la là con gái đi chơi rồi nhõng giống như du côn du đảng, mà tôi thấy tôi đâu có du côn du đảng, tôi đâu có cướp của giết người gì đâu mà cứ nói như vậy, thì tôi cũng bực lắm, tôi cũng giọng họng nên tôi cãi. Nhưng mà má tôi nói thì không được, mới cãi với bả mà tôi không có ý, thì tôi có nói với má tôi là bắt bẻ nhiều cái không 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 đáng lý, với nhất là có những cái tin dị đoan ấy, hay là ngày Tết thì không có quét nhà, ba ngày quét nhà, mà tôi thì sạch sẽ, tối ngày quét sạch sạch. Bà ngồi ba la rồi, trời quét quét nhà rác mấy mấy ngày đầu năm quét là thôi tiện ra. Trời ơi tiền phải ra chứ, má đi nó bụng má phải mua đồ má ăn cơm chứ, phải tiền nó ra chứ. Má nói nhưng mà ra ra quét vậy ra nhiều hơi. Nhưng mà lúc đó tôi không có đủ Phật pháp đi, tôi cãi với má tôi cứ cày chằn 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 đó, tôi quét trong phòng tôi chưa sạch lao rồi, bà nói gì má nói mệt lắm, bánh bắt đồ ở nhà đâu, cứ lao cho sạch sẽ luôn. Pháo đốt tùm lum hôi muốn chết luôn vậy đó, cũng cho quét 3-4 ngày sau mới quét, là kỳ thiệt. Thì lúc đó thì tôi không có biết cứ hỏi hỏi gì, không có giải thích cho rõ ràng, cứ cái gì cũng tội làm này làm đó. Thành ra cái tuổi thơ của tôi đối với tôi là má tôi kêu tôi đi chùa nhiều, nhưng phần đông bất công, đối với tôi thì không có gì hấp dẫn với tôi, không có gì mà để cho tôi phải nghiên cứu hay là chìm sâu vô đó, giống như bây giờ phải tìm hiểu rồi ngẫm nghĩ suy tư rồi học rồi nghĩ, giống như bây giờ ơi cứ cãi cậu bà đó nói gì cho cãi thì mình sống vui vẻ rồi được rồi. Còn nếu mà đi qua bên Thiên Chúa giáo thấy còn ớn nữa, thấy ông Đức Chúa Giêsu gì đâu mà cấm đinh chảy máu ngồi từ bộ xương ra thấy ghê, thấy bà luôn vô thấy là ớn rồi đi ra cho rồi. Rồi thấy ông sư rồi làm cha rồi ca hát gì đó cũng ngồi vô vô rình rình dòm coi đó, nó cũng chạy ra không không thấy không thấy hấp dẫn gì hết. Thì đối với tôi tôn giáo là một điều gì rất là mơ 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 màng mờ ảo huyền ảo kỳ, một cái gì đó không có thực tế, tôi không có để ý tới đó. Cái tối với tôi là ai đi theo đạo nào thì kệ họ, họ có quýnh nhau thì không mắc với gì tôi hết. Nhưng mà sau này khi mà tôi qua tôi học Phật pháp rồi, lúc mà má tôi chết tôi tìm hiểu Phật pháp thì tôi rất tội nghiệp và thương má tôi. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà cái thời đó mà tôi biết nhiều pháp giống bây giờ mà tôi nói với má tôi đó, cũng chưa chắc gì má tôi đã tình, tại cái nhiều chi kiến mà tà kiến của má tôi gọi là giới cấm thủ, kiến chơi chơi kiến thủ mà nó chấp chặt trong cái người của bả rồi chà chết chứ không buông. Trời ơi đi bác sĩ mà cũng coi ngày đó, ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ôi trời ơi thiệt cũng sợ luôn á. Còn ba tôi tối ngày lầm bầm với má tôi, má mày toàn là mê tín dị đoan, quét nhà ra rác, nuôi cho mấy thằng đi vô cúng cho mấy cái chùa đó, mấy thằng chứa đầy cộng với chốn muôn dịch ăn cho nó mập thay, tối đi đào mương nó giật sạch cầu rồi đào mô cho tại không thôi tùm lum tùm la vậy. Mỗi lần nói vậy thì má tôi rất sợ ba tôi, thì ba tôi rất là nóng, ông cãi ông bục á, thì bà cứ đợi trong đi bà lầm bầm thằng cha già nó bậy nó bạ, cái miệng ăn mắm ăn muối nó bậy tội chết. Thì tụi tôi thì chỉ cười thôi, nhưng mà cái ông bà muốn nói gì nói, cái nghiệp của ông bà làm vợ làm chồng không phải tại tôi, không phải tại anh, tại trời xui khiến hai chúng ta thành vợ chồng chẳng hạn, có cái bản nhạc vậy đó. Nhưng tôi nghe tôi mắc cười quá à. Thì
Đối với thế gian này, tôi nghĩ rằng nó coi dễ với không dễ, nó phức tạp chứ nó không có dễ dàng, và nó là smoothly, tức là không có thông thương giống người ta nghĩ. Khi mà qua tới Mỹ đây, tôi đọc những cái tài tử, những nhà tỷ phú của những người rất là giàu có, nhưng mà con cái của họ không có hạnh phúc luôn. Cả khi mà tôi thấy hoàng tử hoàng tử Prince Charles với lại con Lady Lady Diana Pence đó, thì thấy là còn thê thảm hơn. Dạ, thấy lúc mà học Pháp thì cái nhân quả, cái nhân duyên của cuộc đời, cho dù một người danh tiếng đẹp đẽ như cô công chúa Lady Diana mà cũng số phận cũng hẩm hiu giống như vậy. Thì mình thấy rằng cuộc đời này Đức Phật dạy rất là hay. Tất cả mọi việc trên đời này đều là khổ, cho dù chúng ta thấy sung sướng đó, tại vì lúc đó là chúng ta không có khổ nhiều nên chúng ta thấy là cái sự lạc, nhưng sau cái sự lạc đó là một sự khổ. Như chẳng hạn như thường ngày chúng ta, tôi thấy tổ chức birthday hay là cái gì đó thì thôi mua chạy tới chạy lui, tôi không có làm birthday, tôi mua birthday cho con cái bánh thôi, không có mời ai hết. Nó mời ai thì mà đông quá thì ra ngoài cái chỗ nhà hàng đi, chắc chi đây quậy bên đó cho xong đi, đừng có quậy nhà chạy tới chạy lui, tôi chóng mặt lắm đó, tôi mệt lắm. Thì hay là ra nhà hàng của sau này thì nhà hàng của tôi thì ra, nhưng mà con tôi nó lớn rồi nó biết, còn tôi không bao giờ cho nó tổ chức birthday của tôi, một hai lần thôi, không có welcome, dẹp đi. Thì nó biết vậy nó không có làm nữa, nên là tôi không có tặng bớt tê móc xì gì hết trơn, mệt chết vậy thôi, tao nằm tao ngủ cho nó khỏe. Thì nó nói crazy mom. Thì nó ý gì cho tôi bay rồi, khỏi mất công mua quà mua cáp, tao khỏi mất công đẩy dục nữa, khỏi mất công thì giờ đó. Thì nhưng mà bớt tê của nó thì tôi cũng mua, tôi không có mua quà cho nó mà tôi chỉ cho tiền thôi, nói con muốn mua cái gì thì mua đi. Thì cha con nó đi mua cái gì thì thích thì toàn game thôi chứ kỹ mất gì. Thì tôi thấy khi mà làm một birthday thôi, chạy tới chạy lui mua này mua kia, bạn bè lại thôi đầy nhà đầy cửa tùm lum, đi về xong rồi đi dọn dẹp xong rồi trả bill. Trời, tôi thấy dọn dẹp là thứ ớn rồi đó, để không cho ngủ cho khỏe nè, tối ngày làm việc tôi phải dọn dẹp nhà cửa, tôi mệt lắm. Thì chúng ta thấy khi mà vui thì có bao nhiêu, một hai tiếng đồng hồ, mà khi mà sửa soạn một buổi tiệc giống vậy cũng mất nhiều giờ nhiều ngày, cũng mất nhiều tâm trí để tâm để sức và công của trong đó cũng nhiều lắm. Thay vì chúng ta để dành thời giờ nghỉ cho nó khỏe, học hành pháp thì nó tốt, nhưng mấy người đó họ đâu có học pháp gì đâu, họ có nói pháp để khoe là họ con người biết nhân quả đạo đức thôi, chứ thật ra khi hành xử họ vẫn nắm vào phần phần thắng phần hơn của họ vô thôi, và dễ và họ sẵn sàng trả đũa mất cộng lợi những mà đối thủ mà họ không thích. Thì tôi thấy rõ ràng như vậy. Tôi đi dự vài lần lúc nữa tôi còn là học sinh sinh viên bên Mỹ, tôi thấy không có hợp với ý tôi nên là tôi không có đi. Tôi cũng ít đi liên lạc, thành ra không có liên lạc được với nhiều bạn lắm. Đối với tôi là như vậy. Tôi không biết quý vị làm sao, nhưng tôi thấy rất là phiền não khi mà có nhiều chỗ đông người như vậy, rất dễ làm mất lòng, nhất là con người tôi hay nói thẳng 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 vô đó, nghĩ gì nói ra, rất là nhiều khi tôi thấy những lời nói của tôi cũng sợ nữa, nói thẳng quá thì cũng không đúng, thành ra sau này thì cũng ít nói, mình cười hè 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 vậy đó, rồi ai nói gì nói cũng vậy. Tôi thấy cái sự tà kiến mà của cái tâm tư chúng ta mà nghĩ trong óc đó rất 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 khó thay đổi. Tôi đi mấy cái chùa mà một người ni cô quen với tôi đó, mà cổ muốn qua bên bên Nam Tông của học đó, cô ta rất thích tôi thì cô ta cứ dẫn tôi lại mấy cái chùa đó. Tôi thấy có mấy bà sư đó, thờ một lúc ba ông Phật luôn, giống nhau không biết Phật gì nữa. Tôi hỏi Phật gì, bà nói Tam Tông đồng tử gì đó, trời đất ơi, mà bà cũng dạy thiền đó ông nội ơi. Tôi nói với cô đó, cô như cô đó, trời ơi, cô dám nói bả những điều bả làm sai không? Cô lắc đầu. Tôi nói tốt đó, tôi nói cho cô có 10 cái miệng đó, cô nói cũng không làm thay đổi được bả đâu. Cái sự chấp vào của người ta rất khó mà thay đổi, chỉ trừ phi tôi thấy người ta sai người ta mới thay đổi thôi. Thì tôi nói tới giờ cũng 4:30 rồi, quý vị có nắm đầu kéo tôi xuống không? Hôm qua tôi bị mấy người kêu đi kêu xuống, tôi nghĩ là mấy người đó không có vô đạo tràng nhiều, không biết tôi, họ kêu tôi đi xuống đi nói chuyện tào lao, để cho người khác lên. Sau khi tôi mới đọc tôi thấy thì tôi không có nói chuyện tào lao,
Tại vì cái bài kinh Pháp Cú hôm qua đó thì sư nói còn hai bài kệ nữa, thì sư mới đọc cái tích truyện rồi sư mới vô rồi mới lên bàn thảo tích truyện. Còn lúc hôm qua thì chứ cả tuần nay thì chỉ học chỉ trả bài thôi chứ chưa có vô tích truyện, tại nó còn nó liên lạc nó liền lạc tới năm câu kệ lận, câu năm câu kệ Pháp Cú lận. Thành ra sư thắc mắc tôi hỏi thầy sư thầy chùa thầy tụng là gì thì tôi cứ kể là những sự hiểu biết của tôi về ông sư thầy thầy chùa thầy tụng là thế nào, rồi tôi thấy về những cảm nghĩ của tôi về Phật pháp tăng lúc mà tôi chưa có bước đầu Phật giáo năm truyền cũng như hiểu thâm sâu về giáo lý của Đức Phật và học tiếng Pali, tìm hiểu sâu xa về những lời dạy của Đức Phật. Thì tôi thấy tôi khác rất nhiều so với kia. Nhưng mà tôi được một cái là tôi không có đắm nhiễm vô những cái tà kiến, không có tin vào cái đó. Cứ vô chùa thì cứ lại thì cha mẹ, anh chị mình kêu mình lại thì mình lại cho nó vui vẻ cả làng đi. Lại bục bục bục, đâu có chết mình tay nào đâu. Lại xong rồi đi ra đi vòng vòng, đi đi trước đi sau, đi vòng vòng cái chùa coi có chuyện gì. Chính vì sự mà đi vòng vòng cái chùa đó thì tôi mới thấy có những cảnh, những điều mà tôi thấy nó không có giống như mà những ông sư bà giải đó mà ra những mặt mặt từ bi cung kính khi mà má tôi cúng dường hay nói chuyện với má tôi thấy những người đó thấy tôi là đứa con nít nhỏ không để ý, họ sằng sừ, họ chửi bới với nhau thấy khủng khiếp. Thì tôi thấy những điều đó nhưng mà tôi không, tôi thấy một điều đó là sai nhưng tôi không biết cái gì sai, tôi chỉ nhìn thấy thôi. Tôi nhìn biết, tôi thấy rất nhiều việc mà trong quá khứ mà tôi đi vô những chùa, những miếu như là bà chú xứ gì đó, những cái kỷ niệm tôi dòm đó tôi không thích cho lắm. Tôi thấy những người đó họ đóng kịch, giống như tôi vô trong đoàn hát cải lương vậy. Tôi đi vô tại tôi có bà chị đi hát cải lương, tôi đi vô trong hậu trường tôi coi mấy nghệ sĩ rồi đó, Thanh Nga gì đó, Phượng Liên gì đó, mấy ông hề đó, tôi chỉ thích mấy ông hề. Tôi đi vòng vòng đó mà tôi khi mình tôi vô trong trường tôi học, tôi thấy mấy bạn tôi thôi hình nghệ sĩ mừng lắm. Tôi nói mày muốn không tao vô tao xin cho mỗi người một vài sắc tao đưa cho mày coi, nhưng mà tôi sợ nó đi theo mất công lắm, nó hỏi nhiều tôi mất công lắm, tại tôi ít khi nào đi xin hình nghệ sĩ mà hay kêu người ta ký tên làm lưu niệm, tôi ớn chết bà luôn. Rồi trong đó quý vị thấy cuộc sống của mấy nghệ sĩ thì rất xô bồ xô bộn, quý vị sẽ không thích đâu. Mình chỉ thích mấy ông hề ông ngồi ông kể chuyện Tiếu Lâm ngồi nghe cho cười vui thôi, chứ thật ra tôi không có mê kép cả lương lẫn ca sĩ móc xì gì hết, tôi chỉ thích tôi thôi. Họ trong đó họ có những cái phức tạp lắm, quý vị vô cuộc đời mà nghệ sĩ họ rất phức tạp, họ sống vào cái nghệ sĩ nhiều hơn và họ chỉ muốn nổi tiếng, khi mà họ về già đó họ rất khổ vì họ không có biết được cái sự vô thường, họ chỉ muốn lúc nào cũng thường thôi, vì khi nào nó không thường cái ý của họ thì họ rất đau khổ. Có rất nhiều người nghệ sĩ tôi biết là họ dùng xì ke ma tí mà cũng là bạn của chị tôi. Cuộc đời họ sau này cũng dấp lên dấp xuống cũng khổ. Đó là mọi cái nghiệp của mỗi người, một sự chọn lựa của họ khi họ không có biết pháp để chánh niệm về tỉnh giác trong từng sát na, trong mọi hành động của họ khi mà pháp vận hành nó đến từng sát na. Dạ. Thì bây giờ nó cũng 4 giờ mấy rồi đó, tôi cũng mời cho quý vị lên coi ai có lên không biết có lên không mà. Còn muốn nói thì tôi chỉ nói những điều mà tôi ngày xưa tôi gặp mà tôi không dám nói. Nếu mà tôi nói những điều mà tôi gặp những ông sư bà giải xấu xa như vậy đó thì má tôi sẽ nói tội tội tội, sẽ không giải thích sẽ binh cái đó. Mà nói với ba tôi thì ba tôi sẽ chửi cho xèo lên. Trời ơi, cái đám đó mày vô trong đó làm gì? Má mày đi tối ngày làm tiền cục khổ đi cúng cho quỷ đó, nó ăn cho mập thay thì nó quậy thôi. Thì tùm lum á, chùa không lo tu hành, đem bàn thờ ra ngoài đường rồi đốt thiêu, trời ơi. Thì ba tôi kể tùm lum, nhưng mà ổng rất ít nói, mà khi ổng nói ổng giận lắm. Má tôi thì lâu lão già nói gì, lão già nói bậy nói bạ nữa kìa. Thì tôi chỉ cười thôi. Thì những sự thật đó mà thì đúng, sau giải phóng này đi qua thì mình thấy đúng là như vậy. Có những chùa, nhất là bên chùa Bắc Tông, thì việc cộng nằm dùng nằm trên đó rất nhiều. Bởi vậy sau này nó biết là một đó là một cơ sở để mà nó hành động, nắm lấy cái sự tin tưởng của Phật tử hay là giáo đồ, nó ép hết mấy cái tôn giáo
cả bên Phật giáo luôn, bên Thiên Chúa giáo, trời đáng đời. Cho đó là cái nghiệp cộng nghiệp luôn. Thì tôi thấy những điều đó mà tôi không biết, tôi chỉ thấy là nó khác lạ thôi. Tôi chỉ thích xuống chùa ông Ba thôi. Ông Ba thì tôi nhìn thấy ổng đâu có thờ ông Phật gì đâu. Ổng thờ có những cái bàn thờ, thì trong đó có một cái tượng lớn mà ổng lấy cái giấy đỏ ổng chùm lại, mà khi nào tới ngày lễ ổng mới lấy cái giỏ ổng mở ra, mà lúc ổng mở ra tôi cũng quên nhìn cái hình nó ra cái gì nữa. Mà ông Ba đó thì người ta rất là thương ổng, kính nể ổng. Nhưng mà có một lần ổng chữa cái bệnh tôi mà bị chặt tay bông gân á, thì tôi cứ bình thường thôi, tôi cũng không có nói ổng là gì là dễ sợ. Tôi nghĩ rằng ổng giống như vợ của ổng đi cạo gió người ta cho hết bệnh, rồi đi hành thiện cúp như này như kia đi. Thì ổng sức vậy giống như bác sĩ chích thuốc cho tôi. Khi nào mà tôi bệnh, má tôi không thích cạo gió thì má tôi dẫn đi bác sĩ chích một mũi, cho chích 2-3 ngày vậy đó thì mới hết. Thì đặt ra họ chích serum thôi, thì bị cảm thì uống thuốc vài bữa thì nó cũng bớt thôi. Tại chạy nhảy ngoài, bơi lội nhiều quá, rồi chơi khuya, rồi nó bị cảm thì bị bệnh thôi, chứ đâu có gì nhiều đâu. Mà Việt Nam hở cái cạo gió tôi ghét, muốn cạo gió đau muốn chết luôn. Tắm cái nhìn thấy cái lưng có lằn lằn lằn, thấy ớn, là giống như ai đứng nhìn nó vậy, lấy xấu xí mà đau, nó đau đau lắm, đè xuống cạo cạo đau muốn chết luôn vậy đó. Mà hôi nữa, sức dầu hôi nữa, ôi không có đạp đâu. Thì tôi thấy là có những điều mà sau này khi mà tôi lớn lên mà tôi bị thì tôi bị sưng đau tai vậy đó, mà tôi sức có nhiều khi mấy tháng trời tôi sức sức có, như là để bịt nóng bình lạnh như bên Mỹ thấy lâu lắm. Mà tôi nói ủa, mà lúc trước cái tai mình đau xong mà ông Ba ổng làm sao có 3 ngày hết, mình nó uống thuốc gì đâu say vậy. Thì lúc sau này tôi đọc sách lên thì có những cái mà thần thông và thần bí người ta giống vậy thì cũng có. Mà lúc đó thì tôi không thấy gì quan trọng hết, chứ ông chữa hết bệnh là mình mừng rồi. Không phải nói cho má tôi, nếu mà nói má tôi là chí ché lên, rồi dẫn đi bác sĩ, rồi chụp hình hay cái gì. Úi, bà làm tùm lum tùm la, ai biết đâu, chắc bà nhỏ bà cưng tôi lắm. Tuy nhỏ thì tôi thấy có nhiều người nói cái tướng tôi tốt lắm, sanh vô trong nhà làm gia đình, làm ăn buôn bán khá giả, nên nhiều khi tôi có nghịch ngợm nhiều lắm thì trong nhà cũng xí xó. Má tôi cũng ít khi nào mà la tôi. Tôi thích ăn cái gì, mua cái gì thì má tôi đều cho tôi mua hết, tôi muốn làm gì làm, trừ cái việc mà tôi giống như con trai cứ nghịch ngợm tùm lum tùm la thì má tôi không thích thôi. Còn quý vị nào mà nói Bắc Hàn giải phóng Nam Hàn để làm gì à? Dĩ nhiên là Nam Hàn nó sẽ giải phóng Bắc Hàn rồi. Bắc Hàn thì nó chưa giải quyết, nó chờ thằng Trung Cộng nó sập tiệm thì nó sẽ đi đen với thằng Bắc Nam Hàn lâu rồi. Bởi vì ông Trâm vô đó không thấy hả, ông dây hết thằng Trung Cộng tùm lum không thấy hả. Nó chỉ còn bên Bắc Hàn là nó chỉ còn vấn đề cái quân đội của nó, còn một số người đang cầm đó, anh em nhà nó đâu có nắm vững được đâu. Thì chờ đi, hai cái bãi tẩy đó là Hồng Kông với lại Taiwan, nó Taiwan ở Đài Loan, nó chờ đi Pháp vận hành, cái thằng ác nó phải sắp tiệm thôi. Nó bây giờ đang nói Pháp dục vô Bắc Hàn Nam Hàn làm gì trời. Xin Nhật Quỳnh mít hỏi sư một câu rồi cảm ơn nha, rồi trả lời nha. Nói có gì sai thì quý vị sửa nha, xin sám hối trước nha. Xin chúc quý vị ăn vui trả mái lên nha. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ cảm ơn cô Kim. Nhường mít cho Nhật Quỳnh. Tha dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ. Con kia sư. Dạ bạch sư, lúc nãy bài giảng của sư đó con nghe, con có thắc mắc một điều nên con xin hỏi sư giải thích giùm cho con để cho con thông hiểu hơn, và con cũng xin sám sư giảng con có một việc con phải không có ngồi trước máy nên con xin sám hối với sư là không đảnh lễ tri ân sư. Dạ đây là một cái điều thiếu sót của con. Dạ mà xin sư hãy quan hệ cho con tha nha. Dạ sư cho con hỏi là cái hạng người thứ ba như lúc nãy sư giảng đó, là có hạng người thứ ba là
lúc nắng lúc mưa, lúc thế này lúc thế khác. Mình một người Phật tử, mình muốn tu tập cho có cái sự hòa đồng, cái sự yên vui, thì mình phải đối xử với những người này như thế nào, bạch sư? Sư chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bụt Tha nha. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang ga giá. Thì nãy giờ thì cũng ngồi nghe cũng tóm lược và cũng chia sẻ, thì cũng cảm ơn cô Kim rất là nhiều. Còn về cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh thì hồi nãy sư có nói là khi mà sống chúng ta những người mà họ khó khăn, họ chi ly, thì mình biết với cái đối tượng đó thì mình phải hết sức là khéo léo. Còn đối với những cái người mà họ dễ dãi thì được rồi. Nhưng mà khó nhất là cái người mà không biết là lúc nào họ dễ, mà không biết lúc nào là họ khó. Tức là cái người mà họ hay sống do cái sự tác động bởi cái điều kiện ở bên ngoài. Cái này nó rất là khó. Như hồi nãy sư nói đó, có nhiều lúc đó, họ bình thường thì họ không có vậy, nhưng mà trước khi mà mình gặp họ đó, họ bị một cái tác động gì đó, họ làm cho họ bực bội khó chịu. Rồi mình làm cái gì họ cũng làm được hết. Lúc đó vì cái tâm bực bội sân đó, họ không có cái trí tuệ, không sáng suốt, mình làm đúng mà họ cũng cự, họ cũng lá mình nữa. Cho nên là thôi, mình biết vậy thôi, mình chịu thua. chứ giờ mình không có làm sao được hết á. Cho nên là với cái hạng người thứ ba đó thì mình phải khéo léo. Nếu mà cái lúc mà cái tâm trạng không được tốt, họ bực bội, họ khó chịu, họ sân hận á, thì mình biết thôi, lúc đó là mình ráng, mình nhẫn nại, chịu đựng thôi, chứ không biết sao. Cái người này đó, cái tâm trạng họ bất thường, khi mà họ vui đó, thì họ rất là tốt, họ muốn, họ có cái gì họ cũng muốn chia sẻ, giúp đỡ cho người khác hết á. Cái gì họ cũng có dễ dàng bỏ qua hết. Nhưng mà khi mà cái tâm trạng của họ mà nó không ổn định, họ có cái điều gì mà bực bội khó chịu, thì bắt đầu là mình làm cái gì họ cũng chê trách, họ cũng có thể là nói mình được hết. Cho nên là thôi, cái này mình phải biết. Bởi cho nên là tùy theo cái người mà để mình có cái cách ứng xử cho nó tốt. Cho nên hồi nãy sư nói có đôi lúc thì mình cũng phải dùng trí tuệ để mình quán xét từng cái đối tượng để mình ứng xử cho nó tốt. Với mỗi người thì mình khéo léo, rồi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo lúc để chúng ta nói, chúng ta làm cho nó hợp lý. Giống như cô Kim hồi nãy cô nói là má cổ á, thì không có cho quét nhà, còn cái ngược lại là sư á, mấy ngày tới là hồi đó là còn nhỏ mà mình là anh lớn trong nhà nữa, trời ơi, mỗi ngày làm công việc đủ thứ chuyện hết. Mà ngày Tết á, má sư cũng vậy. Thường thường là hồi đó cái tại vì cái thời xưa mà mấy bà già thì hay truyền miệng với nhau về những cái sai lầm. Tết là không cho quét nhà, thì mấy ngày Tết là sư khoái lắm,
Tại sao đúng không? Đỡ phải làm, đỡ phải quét nhà. À, mấy ngày đó mình được nghỉ ngơi thoải mái, đi chơi rồi này kia nọ, đi đi thăm ông ngoại bà ngoại rồi này kia nọ, đi chơi rồi này kia, đi ra rạp hát đi coi coi hát rồi đó. À, hồi đó là mấy ngày Tết là phải đặt khỏi làm công chuyện. À, thành ra đó tùy theo cái cách ứng xử. À, mình được cái dịp mình được nghỉ sướng gần chết, đi chơi rồi thoải mái không chịu, mắc gì phải phải cứ lo quét nhà lau nhà cho nó sạch sẽ. À, kệ nó dơ 365 ngày mà 362 ngày sạch có 3 ngày dơ mà khó chịu cái gì. À, thành ra đó tùy theo. À, thí dụ như mình khư khư vào cái ý của mình thì sẽ gây nhiều cái khó chịu tổn hại cho người khác. Hồi đó mình còn nhỏ. À, nếu mà mình nói lên cái ý của mình á thì bị rầy. À, mày cũng đứt biết gì. À, thế này thì khác, thành ra thôi. À, bây giờ mấy ngày nay không cho quét nhà, không cho ờ về được. Trời ơi, có điều kiện, có thời gian đi chơi rồi sao nó vui. Phải, thành ra đó, tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái đối tượng, à, để chúng ta xử sự. À, khi nào giống như cái ông gì cũng nói đó, à, mình phải biết, à, có lúc à, sông tương nước đục phù sa thì ta bước xuống để mà rửa chân. À, nương sông tương nước chảy trong veo thì ta bước xuống giặt lèo mũ xanh. À, tại vì nước thì có khi nó trong mà nước có khi nó đục, thành ra tùy theo, à, chúng ta cái điều kiện mà chúng ta xử sự cho đúng. À, bây giờ nếu mà nước đục quá thì thôi rửa chân. À, chứ bây giờ không có giặt giũ, không có ăn uống được. Còn khi nào mà nước trong, à, thì mình sử dụng lấy nước đó để mình nấu ăn, mình tắm, mình giặt rồi cái nọ vậy đó. Thì khi nào mà cái người đó mà giống như nước vậy đó, à, khi nào mà họ nước thấy nước trong đó, thì mình xử sự, mình sử dụng vào mục đích khác. Còn khi mà mình thấy nước đục thì thôi, mình cũng sử dụng nhưng mà sử dụng cái mục đích nó khác hơn, à, để không có gây ra cái sự hoàn trái hay là sẽ gây sự bất hòa đồ này, nó không tốt đẹp. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta phải khéo cái ứng xử trong cái đời, đối xử, à, rồi ứng xử trong cái nội tâm của mình nữa. À, cho nên á, là khi nào mà mình bực bội, mình khó chịu thì tốt nhất là không nói, không làm gì hết. Bây giờ nếu mà mình có cái sự tu tập thì mình chỉ nhìn vào cái trạng thái, cái tâm bực bội, khó chịu của mình. À, còn khi nào mình thấy cái tâm mình bình thản, an ổn, hoàn mỹ thì mình sẽ làm, mình sẽ nói. Và làm, nói, hợp lúc, hợp thời, nói đêm đến lợi mình, lợi người. À, vậy là tốt đẹp. À, Nam Mô Bụt Thầy á. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng ạ. Sa tu sư Pháp Thanh, hôm nay con không có nghe được thầy pháp. Như qua cái sư vừa chia sẻ cái vụ mà nước đục nước trong á, thì con nghiệm lại một cái nữa là tại sao mình phải chờ nước đục và nước trong. Ví dụ về nước đục á, thì mình tìm cái cách nào đó để mình làm cho nó trong. À, mình lấy lên, mình tìm cách mình lược nó lại, à, qua đá, qua than, à, tức là mình đốt than lên, đốt cây để là nhúng nước cho nó nguội, nó thành than, à, mình lược qua than, qua đá, qua cát thì nó ra nước trong. À, tức là thỉnh sư giảng dạy điểm này, à, mình có cần phải nhất thiết là đổ thừa là tại nước đục, à, cho nên tôi chết khát, à, hay là tại nước trong cho nên tôi thỏa thích tôi ở cái hồ này luôn, à, mà chúng ta phải sửa mình, tức là nước trong thì xài ra nước trong, nhưng mà nước đục chúng ta cũng vẫn có thể sử dụng nước đục được, à, thì con thỉnh sư giảng dạy điểm này ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, kính lĩnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, kính chào tất cả quý vị. Thì ở đây nó có hai cái khía cạnh. Một khía cạnh là nếu là nước nó đục ở bên ngoài thì mình mà khó mình lọc cho nó trong. Nhưng mà nếu mà nước mà nó đục ở trong nội tâm của mình á thì mình mới có thể thanh lọc được. Tại vì á, khi mà cái tâm của người ta đang bực bội, đang khó chịu, mà bây giờ á, mình không khéo á thì mình không có thể làm cho người ta tâm tánh của người ta nó bình thường trở lại được. Nhưng mà nếu mà nội tâm mình đang bực bội, đang khó chịu thì mình có thể thanh lọc được bằng cách là mình dùng những cái pháp. Thí dụ như nếu mà mình có sự tu tập thì mình sẽ quán sát vào cái bực bội, quán sát vào cái nơi mà nó biểu lộ ra cái khó chịu đó. Còn người ta nói là nước đục nước trong thì cái đây là nói cái chuyện ở ở ngoài đời. Tại vì hồi đó đó có một cái ông đó, ông nói là đời sai cả, có một mình ta tỉnh, cho nên là ông chán nản quá, ông muốn đi tự giận. Tại vì ông thấy bây giờ đó là người đời người ta điên loạn hết rồi, không ai hiểu được ổng, ổng chán quá, ổng không sống nữa. Thì ổng đi tới bờ sông, ổng tính nhảy xuống sông, ổng tự giận. Thì có cái một ông đó đó, ông mới khuyên ông này là tại sao mà mình khổ sở gì đời, cái chuyện mà đời họ điên thì kệ họ, cái chuyện của mình tỉnh thì là cái chuyện của mình. Mình đừng gì cái cuộc là mình cũng trở thành điên. Tại sao mà cái xã hội bây giờ nó như vậy mà mình chấp vào cái xã hội để rồi mình khổ đau. Cái đó là cái chuyện bên ngoài. Nếu mà mình gặp cái hoàn cảnh tốt đẹp thì mình cộng trú với nhau, mình chia sẻ với nhau, mình hướng dẫn với nhau. Còn bây giờ nó tham sân si nhiều quá, mình nói lời chánh pháp nó không nghe thì thôi, mình lo mình tu cho chính mình. Cho nên là ổng khuyên ông kia, nếu mà gặp cái thời mà nước đục hay là loạn thế thì mình tự lo cho mình, mình kiếm một chỗ nào đó mình an ổn lo tu. Còn khi nào mà gặp cái thời bình rồi những người nhân tài rồi người ta biết trọng dụng thì mình đem cái tài năng ra để mình giúp cho đời. Thành ra đó là nếu mình khéo thì khi mình gặp những cái hội chúng, người ta biết lắng nghe, người ta biết tìm hiểu thì mình sẽ đem những cái ý, những cái lời tốt đẹp, những cái lời dạy của Đức Phật mình đem ra mình chia sẻ, mình nói. Còn bây giờ là gặp cái đám mà nó ham nhậu, cái đám mà nó mê cờ bạc, mà bây giờ mình lợi đó mình khuyên nó, mình đem pháp, thấy không? Thành ra đó cái hoàn cảnh bên ngoài đó có đôi lúc mình không mình không có thể mà giúp được đâu, thôi mình chịu thua, mình tránh chỗ khác. Nhưng mà nếu mà cái nội tâm của mình thì mình có thể mình thanh lọc, mình sửa đổi để mình tốt đẹp hơn thì được. Bây giờ giống như mình Tâm nói đó, thôi giờ nội tâm mình nó đang bực bội, đang khó chịu gì đó thì mình dùng những cái phương pháp để thanh lọc cái nội tâm mình cho nó được an ổn, tốt đẹp thì được. Chứ còn bây giờ nó đang sa đà, nó khoái nhậu, nó khoái cờ bạc, nó khoái nhiễm đắm những cái nghiện ngập đồ đủ thứ, mà giờ mình lại đem Phật pháp mình khuyên giải, mình chia sẻ nó, mình kêu nó đừng tránh xa cái điều thứ năm là không nên uống rượu và chất xài đó, chắc coi chừng. Thành ra đó
cái cách ứng xử ở trong thế gian như vậy, à, đối với bản thân mình như vậy, rồi những người xung quanh, thậm chí là con cháu mình trong nhà cũng vậy. À, với những đứa nào mà nó thiền thiện, nó có cái tâm hướng thiện thì mình nên chỉ dẫn. Cái còn mà nó còn nhỏ thì mình dạy nó, mình chỉ dẫn rồi nó nghe. Cái còn mà tới chừng mà nó lớn rồi đó thì có nhiều khi nó thích, nó đi theo cái con đường của nó, chứ mình đâu có thể nào mình bắt buộc, mình níu kéo nó đi theo cái con đường của mình được. À, thành ra đó là chúng ta phải khéo léo vận dụng trí tuệ. À, với những người nào thì mình nên hướng dẫn, chia sẻ, còn với người nào thì thôi mình chịu thua. À, thành ra Đức Phật mới nói là Đức Phật chỉ tế độ những người hữu duyên nên tế độ, còn những người mà nó không có duyên thì thôi. Dù cho là Đức Phật có thần thông nhưng mà cũng không thể nào mà thanh lọc được những cái ô nhiễm với nội tâm của những người chúng sanh đó. Thì cũng xin chia sẻ một cái hiểu biết với Quỳnh Minh Tâm. Dạ, con chúc Quỳnh và gia đình khỏe mạnh, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nhờ sở hữu và kính truyền sư Pháp Thanh. Thì quý vị thấy trong cuộc sống chúng ta phải có cái trí tuệ, tức là mình rớt vô hoàn cảnh nào chúng ta cũng sẽ sống được. Bởi vì quý vị thấy do quá khứ chúng ta đã tạo thiện và ác nó trộn lẫn với nhau, do vậy chúng ta sinh lại làm người. Người tức là có cả hai, bước như ý và bất như ý, cho nên là nó trổ lung tung quen hết. Do vậy thì bây giờ khi mà cái bất như ý nó đến thì chúng ta phải đón nhận nó như thế nào để nó bớt đi cái sự đau khổ, chứ không thể nào chúng ta gọi là chạy để mà khỏi lãnh thì nó cái đó nó không có đúng trong nhà Phật. Tại vì thấy khi nó đến thì do chúng ta không phòng hộ căn mà chúng ta bị khổ, bị khổ. Chứ thật sự nếu chúng ta phòng hộ cái căn thì nó đến thôi. Bởi vì nó đâu có gì đâu mà chúng ta phải lo. Ví dụ vậy thấy rằng một cái câu mà Đức Phật hỏi một cái vị sư là ví dụ là người ta chửi mình thì mình phải mừng là cái quả này nó nhẹ, bây giờ nó chỉ chửi thôi thì thôi bây giờ mình kham nhẫn, mình nín, mình chịu nghe cho nó chửi, nó chửi đã thôi, cái quả này là mình hên, hên là quả trưởng chửi, chứ nóng nảy và cái tâm bực bội của chúng ta thì nhiều khi chúng ta lại lấy cái quả xấu kia để tạo thành một nhân mới, và nhiều khi quý vị thấy rằng là nó rất là nguy hại. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ cái chuyện nó rất là nhỏ nha, chuyện rất là nhỏ nha, như bữa mình đang kể là ở Biên Hòa đó, và người ta chỉ ối nó văng trúng vào cái quần của mình thôi. Quý vị thấy không, có chuyện rất là nhỏ nhưng mà cuối cùng thì
người đi tù rồi đủ thứ chuyện hết nha, luôn cả mấy cái gì là lọc báo thì sẽ biết người ta không có già giàu. Nhưng mà chỉ muốn nhắc quý vị thấy rằng là do cái quả nó trổ nha, mà chúng ta không khéo tác ý để đón nhận nó, những cái quả nó nhỏ thôi, và với cái sự si mê sân hận của mình á, thì chúng ta sẽ tạo thành những cái nó rất là lớn, rất là lớn. Tôi thấy có nhiều cái chuyện hỏi ra, chỉ hai đứa nhỏ nó bắn bi với nhau, à, nó bắn bi rồi nó gây với nhau thôi. Mà nhiều khi hai gia đình xách dao búa để chém với nhau, nghe không? À, thành thử ra để chúng ta hiểu rằng là có những cái chuyện, và cái quả nó đến mà mình đón nhận nó thì như thế nó rất là đơn giản, và chúng ta sẽ tránh né được rất là nhiều. Còn nếu chúng ta không có khéo tác ý nha, khi mà sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần đó, thì lúc này nhiều khi cái hậu quả đó là do mình làm thêm, do mình làm thêm chứ không phải là tại mình xui hay không xui đâu, biết không? Mà nhiều khi do mình làm thêm, mình sân hận, mình nóng giận, người ta chửi mình một, mình chửi là cái dòng cả họ người ta ra mình chửi, biết không? Thì một hồi nữa là coi như là răng của mình lụm không kịp. Thì cái phần mà lụm răng này á, thì không phải tại cái quả là mình bị chửi thôi, mà do mình chửi lại người ta đó, mình ngồi đó mình lụm răng thôi đó. Để ra mình phải hiểu cái vấn đề khi mà sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần, nếu chúng ta biết cách phòng hộ thì nó sẽ rất là bớt đi sự đau khổ, mình tâm không có dám nói an vui, nhà sẽ bớt đau khổ. Còn nếu chúng ta không khéo thì nhiều khi lãnh cái hậu quả nó nặng hơn dữ lắm, đúng ra nó nhẹ thôi, mà do mình quậy tùm lum hết. Giống như quý vị thấy rằng mùa hạn hán, mình gặp được cái dũng nước, gặp dũng nước, nếu chúng ta khéo kham nhẫn thì có thể chúng ta múc từng cái, lấy một cái gì nhỏ nhỏ thôi, quý vị múc từ từ thì quý vị có thể gặt hái được rất là nhiều nước để mà giải khát trong cái mùa hạn hán. Còn nếu chúng ta không có kham nhẫn thì chúng ta không thể nào nước ở nha, một cái gì đó nó nhỏ nhỏ thôi nha, mà nếu chúng ta không có kham nhẫn để múc nước, không thể múc được nước để mà uống quý vị. Và chúng ta phải uống luôn những cái dơ, những cái mà do mình không có kham nhẫn múc nước để thấy, thì trong đó là trong cuộc sống bình thường quý vị có thể làm được chuyện đó. Thì khi mà một cái quả xấu nó đến, nếu với sự kham nhẫn chúng ta đón nhận nó, thì giống như mình đang múc nước để uống ở một cái dũng nước nào đó mà mùa hạn hán nha, quý vị thấy thì cái sự lợi lạc nó sẽ nhiều hơn. Thì đó là cái vấn đề người tu tập chúng ta thường xuyên, khi mà sáu căn mình nó tiếp xúc sáu trần, chúng ta cố gắng nhìn nó, chứ đừng để nó tiếp xúc theo quán tính. Tiếp xúc theo quán tính thì là nó tự xử thôi. Nó hay lắm quý vị. Nếu như quý vị thấy rằng nhiều khi mình ngồi mình ăn, có những người mà bây giờ mà ăn mà ta chơi điện thoại đó quý vị. Họ ngồi họ ăn mà họ vẫn chơi điện thoại bình thường. Nhưng mà cái miệng nó hay lắm, cái miệng cái tay nó cứ múc đút, cứ làm hoài vẫn ăn được quý vị. Nhưng mà cái mới thì nó nằm ở trong cái điện thoại, cho tới khi mà chúng ta mắc xương hay là chúng ta bị một cái gì đó, thì lúc này chúng ta mới giật mình xương rồi, hoặc mắc nghẹn rồi, vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy một cách bình thường, là cái thân của mình nhiều khi nó cũng khéo léo lắm. Chúng ta gọi là cho nó lái, thì nó tự nó là nó lái thôi, nó lái hay lắm quý vị. Và cuộc sống chúng ta làm cái đó rất là nhiều, và chúng ta làm cái kiểu không người lái rất là nhiều. Thì bây giờ mình làm sao mình phải thường xuyên, và khi sáu căn nó gặp sáu trần, chúng ta phải để tâm vào đó một chút, để tâm vào đó một chút thì chúng ta sẽ biết được đây là cái quả xấu, đây là cái quả tốt, rồi chúng ta chấp nhận nó, bởi vì nó là cái quả thôi, nó đã đến rồi thì nó đến rồi. Quý vị thấy ví dụ giờ mình tâm nói đơn giản thôi, là bây giờ mình đang đi ở dưới, người nào đó ở trên người ta bất cẩn, người ta đổ nước nó ướt đầu mình, nó ướt người mình, thì bây giờ khi cái nước mà nó tiếp xúc vào cái thân này đó,
Quý vị thấy không? Thì bây giờ không có làm sao thay đổi được. Bởi vì cái chuyện là cái quả nó trổ rồi. Quý vị thấy không? Thì cái người quý vị nó ướt như con chuột lột. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ mình phải làm sao? Đây là cái vế thứ hai đây. Nha, mình phải làm sao? À, quý vị thấy không? Thì cái đó mọi người tự quyết định. Mọi người tự quyết định. Nhưng mà Tâm chị giải thích cho quý vị hiểu rằng là không thể nào làm cho cái người của mình nó khô liền được. Cái điều này không được. Yeah, ngoại trừ quý vị có những thần thông gì đó Minh Tâm không biết. Yeah, nhưng với kinh nghiệm của Minh Tâm thì người ta đã đổ nước lên người quý vị rồi thì quý vị ướt như con chuột lột thôi. Cái chuyện này chúng ta không có sửa được. À, quý vị hiểu như vậy. Yeah, không có ai sửa được cho quý vị cả. À, ở đâu đó người ta dùng cái gì đó người ta sửa quý vị thì không có sửa được. Mà cái quan trọng bây giờ là quý vị sẽ cư xử như thế nào thì cái phần này là của mình rồi quý vị. À, quý vị thấy không? Phần này là của mình. Thành thử đó là những cái mà chúng ta phải thường xuyên suy tư để hiểu quả nhân nó đi liên tục tì. Và không khéo do chúng ta là cái người kiếm chuyện. À, mình đổ thừa rằng là tại anh tạt nước vô người tôi. Không hiểu không? À, là tại như vậy rồi thì bắt đầu mình có quyền đánh đấm người kia, là nếu mình là gọi là quyền quy à, hoặc là những vị vua thì mình có thể xử chết cái người kia. Không hiểu thấy không? À, cho nên cái việc xử đó là cái quyền của quý vị. À, nhưng mà cái việc mà làm cho nó không ước thì nó không được. Bởi vì cái chuyện đó không được. Ai có cầu gì đi nữa đâu, quý vị tin Tâm đi. Bao nhiêu người ngồi cầu với quý vị ấy, thì nó không có khô đâu. Nó không có khô đâu. Thầy nữ chúng ta hãy. Ô, hết giờ rồi hả? Dạ thôi con xin phép trả mấy lời cho đầu tràng nha. Con xin lao xuống. Dạ, trả thủ kính cảm ơn Minh Minh Tâm. Dạ còn có 3 phút nữa thôi. Dạ con xin thay mặt đầu tràng cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay trước khi đạo tràng ông luân bạch sư. Dạ sư đúc kết gì rồi sư cho con để con sám hối rồi sư chúc phúc cho đạo tràng à. Nam mô Bụt Thà. Dạ con kính dâng mít đến thượng tọa Pháp Thanh. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu thứ 7 này, xin lỗi, câu thứ 6, tỉnh giác. Thì để chúng ta học tập và có cái sự hiểu biết, sự hay biết, sự ghi nhận ngay trong cái đời sống hiện tại, để mình có cái cách ứng xử nó được tốt đẹp. À, thì cái người khi mà chúng ta một cách tốt thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái tai hại khổ đau. Thì sau đây thì cũng xin mời cô Như Quỳnh sám hối để rồi sư phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này kính dân cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang kính chúc quý tu nữ và tất cả quý phật tử khỏe mạnh an vui và cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với thiện sự cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc mô bút thay giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay để chúng con nghe, học, hiểu và để hành theo cho được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắc tâm thanh tịnh, sám hối sau khi thính Pháp ạ. Uất tà măng ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tà măng. Bụt thể vô khá lý tổ đô sơ bụt thô. Khả mà tù tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật.
là đặng chi tôn chỉ thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quanh đê hăng thầm anh chà được vị thăng và răng thầm mê dơ khá lý tổ đô sâu thầm mô khám mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh chà được vị thốt tam mang sẵn khê dơ khá lý tổ đô sơ sẵn khô khà mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Dạ sa thú lành thai, con kính nhân mít đến sư ạ. Xin thay mặt chư tăng để phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anuvaviraso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anuvaviraso daso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anuvaviraso daso thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Sa thu lành thai. Và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ con xin đọc lại ạ. Và ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua ya ni qua an ta đi khe ta tha ca tăng đê và ma nu su vụ chi tăng bụt thăng nam ma sa na su qua ti hô. Tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ca tăng đê qua ma nu su vụ chi tăng thẩm ma na sa na su qua ti hô. Tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ca tăng đê qua ma nu su vụ chi tăng sẵn khăn nam ma sa na su qua ti hô. Tu hạng phụ ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phụ tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng là làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi
Tạm lễ chư tăng đa coi giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thương hai cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dày bền lâu. Chúng con quy thú đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha giá, chúng con thành kính hạnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, thiền viện Tịnh Tâm, Tịnh Thất Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tân đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng buôn nhân ni ban át sát bát cha vô hồ túc. Ý đăng buôn nhân ni ban át sát bát cha vô hồ túc. Ý đăng buôn nhân ni ban át sát bát cha vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan tâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an đạt, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành trung Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm Phật lâm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi quan hỷ hỷ xã cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, dục bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ các rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha giá, con kính chúc quý ngài, nhược bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng. Và chúng con cũng để bài kể kinh ngắn, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rơm. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, nhược bình kính chào tạm biệt đạo tràng. Chư tiên hoa sắc
rồi lại kính tâu